Nét bản xanh. Chúng con kính chia Tam Bảo. Bài học hôm nay kinh tương ơn Yutta Nikaya 4 tương ơn 7 kinh 6 xúc Chavasa ngảnh đồng. Chúng con kính cung thỉnh thường và tự siêu giảng nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Chúng con cung thỉnh Ngài. Kinh Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào quý bởi cô tu nữ, thật chào tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng lại học một bài kinh Tương Ưng Ác Ma. Thật ra thì trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, những cái chương khác đó, như là chương Tương Ưng Chư Thiên hoặc là Tương Ưng Gia Chủ hoặc Tương Ưng Nhân Duyên, thì tất cả những cái bài kinh ở trong cái phẩm, trong cái chương tương ưng đó, nó đều có chi pháp. Còn ở trong cái tương ưng ác ma đó, được gọi là bài kinh nhưng thực ra chỉ là một cái giai thoại ngắn. Và luôn luôn ác ma muốn quấy phá Đức Phật cũng như quấy phá hội chúng tỳ kheo hay là hội chúng cư sĩ ngồi nghe pháp, muốn làm cho cái hội chúng này kinh sợ, rồi dựng lên những cái hình thù hoặc là những âm thanh hoặc là những tiếng động để làm dao động tâm của hội chúng Đức Phật. Và khi đó Đức Thế Tôn Ngài biết đây là âm thanh, đây là tướng do ác ma nó quốc phá, nó muốn quấy nhiễu tâm của các tỳ kheo, các cư sĩ vân vân, thì Ngài mới ngâm lên mà về kệ ác ma. Nó nhận ra là Đức Thế Tôn biết được đó, cho nên nó biến mất dĩ vậy thôi. Nếu trong bài kinh ngày hôm nay đó, và chúng ta đem cái vấn đề pháp thoại mà Đức Thế Tôn thuyết cho các vị tỳ kheo liên quan 16 xúc để làm cái đề tài thuyết giảng đó, thì như vậy sẽ không có nhầm cái đề tài. Nếu không có nhầm cái đề tài cái chủ đề của bài kinh. Nhưng mà nếu không nói như vậy đó, thì
thì sẽ không có chuyện để mà nói. Cho nên có hai vấn đề và chúng tôi cũng xin hỏi ý kiến của bà Thượng Giác Đẳng. Là có thể là sau bài kinh hôm nay, những cái bài kinh khác chúng ta tuyển chọn đi, không nhất thiết là chúng ta phải học thứ lớp từ 1 cho đến 500-600 bài kinh, mà chúng ta chỉ tuyển chọn những cái đề tài, những cái bài kinh nào mà nó có chi pháp, đặc biệt và các vị giảng sư diễn giải rộng rãi được và bổ ích cho thính chúng, thì chúng ta nên, chúng ta hãy đưa cái bài kinh đó lên. Còn thứ hai đó, thì xin đề nghị với Hòa Thượng Giác Đẳng là chúng ta còn lại một số bài kinh ở trong cái phẩm tương ưng, ở trong cái chương tương ưng ác ma đó, thì chúng ta gom lại, chúng ta nói một cái tổng quát cho hết cái chương này và xem như là chúng ta cũng không có bỏ, không có bỏ qua, không có nhảy qua những cái nào, nhưng có điều là chúng ta chỉ tóm tắt gom lại. Đó là hai điều mà chúng tôi xin được ý để hỏi ý kiến của Hòa Thượng Giác Đẳng. Còn ngày hôm nay thì bài chúng ta đã đăng lên rồi thì cứ việc đọc và giảng. Và chúng tôi xin lưu ý trong cái bài kinh hôm nay đó là chúng ta cần phải nhất quán một chút xíu, bởi vì cái đoạn đầu bây giờ Đức Thế Tôn, lúc bây giờ khi Đức Thế Tôn thuyết pháp cho các tỳ kheo để khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với đề tài sáu xúc xứ, đề tài sáu xứ chánh năng, hay chữ tịnh na năng upadaya giác, thì ở trong cái đoạn thứ hai đó, là rồi ác ba suy nghĩ như sau: nay sư Mu Gotama với pháp thoại khích lệ cho các tỳ kheo, với chánh năng phát xa với tịnh na năng, thì Pali nhất quán ở chỗ cái điều này đều là tăng phát xa với tịnh năng, phát xa với tịnh na năng của Vada nhé. Nhưng mà trong cái bản dịch của chúng ta thì ở trên là vậy, nhưng mà ở dưới thì nói rằng ngày làm cho quan hỷ với cái đề tài năm thú quẩn. Cái chỗ này xin đề nghị chỉnh lại là với cái đề tài xúc xứ cho nó thống nhất ở trên. Dạ phải rồi, vậy đó. Bởi vì ở trong cái bản mà chúng tôi nhận được cái bản in ra tờ giấy thì nó chưa sửa,
Vậy là các Phật tử MC, khi chúng ta đọc, chúng ta đọc theo cái bản mà Đức Tự Trì vừa nêu lên đó, vừa đưa ra đó, với đề tài sáu xúc xứ. Dạ. Tốt quá. Bây giờ thì mời cô Nguyễn Xuân đọc cho bài học. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con kính tri ân Hòa Thượng Tự Siêu đã giảng nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Tâm động và cảnh động. Kinh sáu xúc xứ. Chát phá sa giá tá ná xuất tăng. Chương 4. Tương ưng ác ma. Phẩm thứ 2. Người đời đa phần tìm giải pháp ở ngoại giới. Một niềm tin rất phổ biến là thế giới chung quanh an ổn thì tâm sẽ an ổn. Chính vì vậy mà con người luôn đi tìm hay muốn xây dựng thế giới bình an chung quanh. Đức Phật dạy nên tìm giải pháp ở nội tại. Tâm vững chãi thì dù gặp cảnh chi phối mạnh cũng ít dao động. Nhân lúc Đức Phật giảng về sáu xúc xứ, Ma Vương muốn chứng minh sức mạnh muôn thuở làm dùng cảnh chi phối tâm. Đấng Đại Giác một lần nữa khẳng định sức mạnh của chánh niệm tỉnh thức. Ma mãi khuấy động vì cuồng vọng và không hiểu được lẽ thật. Người con Phật ý thức rõ giá trị của sự tu tập định và niệm để có tâm được nội tâm như mặt trời tỏ rạng. Kinh văn. Một thuở Đức Thế Tôn trú ở Trùng Các Giảng Đường Đại Lâm, quê Sa Lý. Lúc Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo, Ngài khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với đề tài sáu xúc xứ. Chư tỳ kheo lắng nghe, chăm chú, suy nghiệm. Rồi ác ma suy nghĩ, Sa Môn Gotama nay đang thuyết pháp cho các tỳ kheo, Ngài khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với đề tài sáu xúc xứ. Chư tỳ kheo lắng nghe, chăm chú, suy nghiệm. Ta hãy đi đến Sa Môn Gotama và làm mờ loạn các tỳ kheo ấy. Ác ma đi đến gần Thế Tôn, tạo một âm vang kinh động, khủng khiếp, đáng sợ như địa chấn lớn. Một tỳ kheo nói với một tỳ kheo khác rằng, này tỳ kheo hình như có địa chấn lớn. Nghe vậy, Đức Thế Tôn nói với tỳ kheo ấy, này tỳ kheo, đó không phải là địa chấn. Đấy chính là ác ma muốn đến làm mờ loạn các thầy. Thế Tôn nhận diện, đây là ác ma. Ngài nói lên kệ ngôn này với ác ma. Sắc, thinh, khí, vị, xúc và toàn bộ cảnh pháp là mồi bẫy ở đời khiến thế gian vọng động. Nhưng đệ tử Phật Đà chánh niệm vượt điều này như mặt trời chói rạng, thoát cương tỏa của ma. Ác ma biết được, Thế Tôn đã biết ta, thiền thề đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn. Rupa, Sadda, Rasa, Gantha, Phá Sa Thamma, Chá Kê, Wala, Sắc, Thinh, vị, hương, xúc và toàn bộ cảnh pháp. Etang Lokamisangvorang, điều đáng sợ ở đời. Etha Loko Vimuchito, đó, chính đó khiến thế gian vọng động. Etancha Samatikamma Sato Thassa Sawako, đệ tử tỉnh thức của Phật. Ma Attheyam Atikamma, vượt thoát khỏi ma giới. Adikowa Virokatiti, như mặt trời tỏ rạng. Thích nghĩa, chữ
Lokamisa, bẫy mồi của trần gian chỉ cho khả năng làm mê hoặc chúng sanh. Theo sớ giải, chữ Marathaya, ma giới hay cương tọa của ma, chỉ cho tam giới sanh tử mà cũng chỉ cho cảnh giới của sự chết. Ma chá thay giá thì Kheo Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Dạ thưa, chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Dạ thưa, thì chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn sư cô Như Pháp và cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến sư cô Tỳ Siêu và Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tu Tri, Đệ Đức Tự Đức, Sư Nguyên Thông cùng chư tăng. Thân chào đường quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa. Bút thằng Phật Cầu Hoàn Tăng Phi Hòa Đề Mí Xoa Khả Tô Phật Cầu Hòa Ta Tham Mô Tham Mang Nam Ma Sa Mí Xu Bát Di Bà Nô Phật Cầu Hòa Tô Sá Vá Cà Săn Khổ Săn Khang Nam Ma Mí. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quay lực Tam Bảo hàng gia hộ đến Sư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bà Thà Giá. À, dạ kính mệt quý ngài, kính thưa quý vị, thì có thể nói rằng là cái nói về tâm và cảnh, tức là nói về như là giờ lời dẫn nói, thì phải nói rằng cuộc đời này muốn được bình yên, muốn được an ổn, muốn xây dựng một thế giới hòa bình xung quanh thì chỉ có một giải pháp nội tại. Đúng như vậy, phải tâm nó vững chắc á, tâm nó an trú mà nó đi đúng á, thì cuộc đời này nó yên ổn vô cùng. Mà nếu như tâm dao động thì đau khổ sẽ rất là nhiều. Mà nó khuấy động và cuồng vọng, đúng vậy đó. Nếu như chúng ta biết và chúng ta tu thì chúng ta dừng lại thì nó rất là đơn giản. Có thể nói cuộc đời này từ xưa cho tới hôm nay, những cái cuộc đấu tranh, chiến tranh, những cái cuộc mà xâm lược, những cái cuộc mà chiến tranh từ nhỏ lớn cho tới đây, và trong tương lai những cuộc chiến tranh lớn nhỏ gì cũng là điều do tâm của con người nó không có an ổn. Sự thật là vậy đó. Và từng trong cá thể, trong gia đình chúng ta cũng như thế, cũng do tâm, cũng do tâm của vợ chồng, của con cái, của cha, của mẹ mà gia đình bất hòa, là tâm chưa có trụ vững, chưa có an ổn. Khi Đức Phật Ngài thuyết pháp dạy các thầy tỳ kheo ở tại Kutagara Sala, trong các đường này đó thì ác ma đã đi đến tạo những cái ngoại cảnh để cho tâm các thầy tỳ kheo bấn loạn, hay hoặc là sợ hãi, hay là dao động. Thì chắc chắn rằng các vị đó sẽ không bao giờ tập trung được. Vì vậy cho nên, và chính các vị cũng đã nghe những cái tiếng sấm rền vang của trời đất này, của vũ trụ này, thì các vị đó cũng giật mình, nghĩ là có cái địa giới nó chấn động. Thì Đức Phật Ngài đã báo đó chính là ác ma, chứ không có là cái gì cả. Ác ma đã làm như thế để nhằm nhắc nhở, để nhằm ngăn chặn cái sự dao động của các vị đệ tử. Nếu như biết dùng chánh niệm thì mọi việc nó sẽ được ổn. Cái điều mà tất cả các cái mà cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp
đều là do tâm của người. Tiếp xúc và gây nên. Cũng như ở trong, cũng trong tương ưng này, mà kinh sáu xúc sáu xứ cũng như thế. Đức Phật ngày dạy, cái gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, sắc thinh khí vị xúc pháp này, tâm có suy nghĩ đó, tất cả các cái pháp này, nó là vô thường, nó là khổ não, nó là vô ngã. Quả thật thì trong cuộc đời này không dễ gì mà cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, cái sắc thinh khí vị xúc pháp này, khi tâm bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi thân xúc chạm, lưỡi nếm vị thân xúc chạm, mà làm sao tâm của chúng động? Đó là một vấn đề hết sức là đặc, hết sức là đặc biệt, để tâm của chúng ta không có bị, không có bị dao động, bị quá lôi cuốn. Cái này phải có tu thôi, phải có sự thu thúc, phải có một cái sự hiểu biết một cách rõ ràng. Bởi vì xúc có mặt ở đó chính là có căn. Bây giờ con mắt mình muốn nhìn thấy thì trước nhất là phải có nhãn căn, phải có cảnh sắc và phải có nhãn thức, thì chúng ta mới, mắt mới thấy được cảnh sắc đó nó đẹp, cảnh sắc đó nó xấu, cảnh sắc đó nó như thế này, như thế kia. Thì do chúng ta, sự thật chúng ta thấy một buổi hoàng hôn, cảnh trời đẹp, thì cũng do tâm của mình. Rồi cái buổi hoàng hôn đó, sao mà buồn thế? Rồi có một cái khối mây đó, mà nó tạo nên hình ảnh này, hình ảnh nọ, và người ta mới đặt định cho đó nó là như thế này, cho đó là nó như thế kia. Nhưng sự thật ra chỉ là mây và gió nó tạo nên. Nhưng khi mà nhìn là con người mình có sự suy nghĩ. Khi nghe cũng vậy, thì cũng phải có cái gì, phải có cái màng nhĩ mà chúng ta gọi là nhĩ căn, rồi phải có cảnh vị, cảnh thinh, và có nhĩ thức. Thì khi nghe đó được cái tiếng trầm bổng du dương, cái tiếng nó im tai, hay là các chúa gì đó, hãy mà im tai thì tháp mái khởi lên, mà các chúa đó thì cái lòng sân nó khởi lên. Nó như thế, đó là sự thật. Mũi ngửi lưỡi nếm vị cũng vậy như thế, phải có cảnh gì? Phải có cái lưỡi, tức là phải có tỷ căn. Xin lỗi, thiệt căn, phải có cái thiệt căn, thiệt cái lưỡi. Và nó phải có cái gì? Phải có cảnh. Cảnh vị. Đó tức là chúng ta mới nếm được và có cái gì? Phải có tỷ thức. Thiệt thức, phải có thiệt thức. Phải có cái lưỡi và còn phải có cái là thiệt thức khởi sanh lên thì nó mới sanh ra. Và cũng vậy, khi mũi ngửi mùi thì cũng phải có cái gì? Có cái lỗ mũi. Có cái mũi phải có khứu giác. Và có cảnh khí. Và mới bắt mùi được mùi thơm. Mùi thối. Rồi cái thân xúc chạm này. Rồi cũng có thân căn. Và cũng có cái gì? Phải có một chỗ tựa của thân. Thì nó mới ấm áp. Và phải có thân thức. Nó xuất hiện. Rồi ngay cái tâm của chúng ta cũng vậy. Tâm của chúng ta nhớ thương. Tâm của chúng ta cảm thấy bực bội. Thì hai cái dấu có thú, tức là sắc ý vật. Phải có sắc ý vật, phải có sắc trái tim. Đó tính là phải có cái vật, có cái ý vật nó xuất hiện. Và phải có cái ý vật đó, và phải có cảnh. Cảnh đó chính là cảnh pháp mà chúng ta bắt. Và đó chính là có
có thức khởi sanh vào, có ý thức nó khởi sanh lên, cho nên chúng ta mới buồn, chúng ta mới vui, chúng ta mới đau khổ, hay hoặc chúng ta vừa lòng. Thì chúng ta nhớ sáu nội xứ, sáu ngoại xứ cũng vậy. Cái gì mà do tâm của mình tạo ra, hay là chúng ta nhìn bằng cách, tức là nhìn bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, điều Đức Phật Ngài dạy, tất cả các pháp đó đều là vô thường. Đối với vị thánh đệ tử Đa Văn, nhàm chán với mắt, nhàm chán với tai, nhàm chán với mũi, nhàm chán với lưỡi, nhàm chán với thân này, nhàm chán với ý, nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham, vì em mới giải thoát, do cái sự giải thoát, vì em mới khởi lên, biết rằng ta đã giải thoát, thì mới sanh ra tận Phật Hạnh Đa Thành. Nó như vậy đó. Còn quý vị biết, thí dụ bây giờ nói, cái cảnh sắc, cảnh thi, cảnh thiết, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thiết, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp này, nó đều là vô thường. Nhưng, nhìn, một người thân của chúng ta bệnh hoạn, đau đớn, chúng ta buồn. Khi nghe, không có vừa lòng, thì tâm của chúng ta nó bị dao động. Thì bằng nếu như chúng ta có tu thì nó rất là dễ dàng. Có như thế nào thì các pháp nó phải vô thường. Mà cái gì vô thường? Cái đó chính là phải khổ. Con mắt nó cũng bị vô thường, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hoặc mắt, tai, mũi, lưỡi và ý này là vô thường, là thường hay là vô thường? Là vô thường. Mà cái gì là thường thì nó phải khổ. Mà cái này khổ đó thì mới quên chánh trí tuệ. Cái này không phải là của ta, không phải từ tự ngã của ta. Đấy chính là để chúng ta cần phải được hiểu như vậy đó. Cho nên những niềm đau nỗi khổ, những niềm vui nỗi buồn, những cái mà người ta mang tới cho mình, những cái mà tự mình suy nghĩ ra và mình cho rằng người ta mang tới cho mình, nó đều là giai thụy hư vọng, nó đều là một cái giả mà chúng ta ôm ấp, chúng ta đau khổ đó. Chính chúng ta thôi, chứ không ai hết. Nếu chúng ta có sự dính mắc, nếu chúng ta có cái sự phẫn nộ, nếu chúng ta có sự bực bội, chúng ta có sự khó chịu, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể sống an lành được. Cho nên cũng vậy đó. Biết bao nhiêu là cái cuộc cãi vã, biết bao nhiêu là một cái cuộc đánh đập giữa người với người, giữa từng cá thể này, một cái nhóm người này với nhóm người kia, từng cái tổ chức này đến cái tổ chức kia, từng đoàn thể này đến cái đoàn thể kia, và từng đất nước này đến cái đất nước nọ. Như bây giờ chúng ta thấy Ukraine hoặc là với Nga cũng vậy. Cũng do cái gì? Cũng do không có liệu tri với sáu xúc sáu xứ này. Và đó chính là cái gì? Một cái sự tham vọng, một cái nhìn của từng cá thể, nó không đúng đắn, cho người ta đánh mình. Rồi, phải đánh thì phải có sự chống trả, thì có cái sự quan kết, nó đau khổ thôi. Chứ sự thật ra nếu như con người, để mà con người mà nếu muốn được hòa bình, thì từng trong con người đúng như vậy, là con người phải bình. Trong một thế giới khách quan, chủ quan này, trong tấm lòng của mỗi con người phải có sự yên tĩnh. Chứ còn cái hơn cái thua, còn cái sự so sánh, còn cái sự dị biệt, thì ngày đó thế giới này sẽ khó có hòa bình. Mà không có hòa bình thì làm sao có thái bình xuất hiện, hoàn toàn không có. Nhưng để sống trong một cái thế giới mà ô tạp khủng khiếp mọi thứ, thì là một con người tử mà ở trong cái bài ở câu phố cũ mà ta nên chê văn chê nha rất hay, danh năng sụ rắc thi tăng, tức là nếu biết thương mình phải bảo vệ, tự biết bảo vệ lấy mình, người trí trong ba canh, canh của tuổi trẻ, của tuổi trung niên, của tuổi lão niên, mình biết bảo vệ, thương yêu nơi chính mình. Rồi tất cả chúng ta thấy cái thương, cái giận, cái yêu, cái ghét, cái hờn gì, năm tháng thời gian đều là vô thường. Và cái mạng sống này, cái tuổi thọ này, cái sự chết này, nó đến bất thường, chúng ta không biết. Bởi vì nó vô thường, chúng ta không biết như vậy. Phật này luôn dạy cho những người đệ tử phải hiểu biết về cái việc này.
Cho nên đừng có nhìn về bên ngoài, hãy nhìn về mình. Khi biết nhìn quay về mình mới có sự tự tại. Mà có sự tự tại đó mình mới ngăn ngừa được nó không có. Nó không có cái sự khổ đau mang tới cho mình. Và từ chỗ tâm của mình nó được thanh tịnh, nó được tốt đẹp. Có thể nói rằng là chẳng hạn như chúng ta thấy đó, chúng ta chấp ngã thôi, nó mắng tôi, đánh tôi, chửi tôi. Đó là chúng ta có sự chấp ngã. Nếu như không thấy được cái tiếng nói này, cái cảnh sắc đó, cái hành động đó, lời nói đó, ý suy nghĩ của người ta mang tới cho mình đó, làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta bị tổn thương, chấp hữu chấp ngã trên cái lời ăn tiếng nói, trên cái nhìn, trên một cái nhìn bằng cái sắc diện của mọi người, bằng cái lời nói của mọi người, bằng cái thái độ của con người, thì tự nhiên chúng ta có sự phản ứng. Cái sự phản ứng đó chính là cái sự phản ứng nó mang tính tiêu cực, để chúng ta cảm thấy tự bị xúc phạm, mình bị xem thường, mình bị không được tôn trọng, vân vân. Thì tự nhiên từ ở trong cái chấp hữu chấp ngã, chấp ta của mình đó, nó sẽ bộc bạo, nó sẽ tạo thành những cái vũ khí mà khủng khiếp. Mà chúng ta luôn luôn, họ không thích mình, họ không xem trọng mình, thì mình cũng không thích họ, mình cũng không xem trọng họ. Hỡi mà họ xuất ra là mình tiếp và mình trả đũa. Và mình cứ suy nghĩ như vậy thì chắc chắn rằng cuộc đời này cả mình và họ, cả hai đều sống trong cái đau khổ. Chiến thắng hay là thua, cả hai đều sẽ là té tua và đau khổ. Gọi là nửa cân tám lạng như ngày hôm nay ở Ukraine với Nga thì cũng chết hàng loạt, chứ đâu phải là chỉ có Ukraine nó chết hết đâu. Được, Nga cũng vậy. Thì chúng ta ví dụ một cái chuyện cuộc đời này thôi. Người ta chửi mình chửi lại, cả hai đều tổn thương. Mà đó chính là cái gì? Chúng ta lấy một cuộc đời để chúng ta nói quay về với chính cái sở tâm của mọi con người. Chẳng qua đó chính là một cái sự chấp thủ nó sai lầm, một cái sự bảo vệ nó sai lầm, hay một cái điều mà do cái tâm mà xâm lăng, do cái tâm mà muốn bá quyền của từng cá thể, của từng con người, mà đưa đến biết bao nhiêu là sanh linh đồ thán đau khổ. Mình tự đã hại mình không nói rồi, còn hại cho người, hại cho nhiều người, hại cho phần đông. Bởi cho nên Phật thì luôn luôn dạy những người đệ tử hãy quay về, hãy quay về với chính mình, đừng có bị dao động cái ma giới ác ma bên ngoài. Chuyện của người ta thì để người ta không là một vấn đề gì. Ở nơi đô thị, ở nơi ồn ào náo nhiệt, như tâm của mình vẫn cảm thấy có một sự tĩnh tâm, có sự tĩnh lặng. Trong một pháp hội cũng vậy nữa, quý vị biết. Có những lúc á, nó có hai cái loại ma. Ma có tác động trực tiếp quá vậy. Nhưng rồi còn cái phiền não ma đó, tức là tự động chúng ta, là chúng ta không có tôn trọng những người xung quanh, mà chúng ta lại đi nói chuyện. Thì kính thưa chúng ta chính là cũng là ma đó nghe quý vị. Chúng ta tạo một cái, thí dụ bây giờ, trong hội chúng này, cái ai vô đây là quậy phá, thì đó là những người ma. Cũng vậy, ở trong chúng người ta đang lưu thiệt, tu thiện, mà chúng ta nói chuyện ồn ào. Rồi bây giờ người ta đang nghe pháp á, thì mình lại là bàn chuyện này chuyện kia, hay là tự nhiên mình đang ngồi nghe pháp thì lắng tâm thanh tịnh đi, mình ngó ra ngoài, mình ngó người này, mình ngó người kia, thì đó chính là chúng ta tự đã biến con ma của mình, đã làm cho cái phiền não ma của mình nó khởi lên và gây cái sự đau khổ cho người. Cũng chính là cũng vậy đó. Còn có một, thì nếu như những người nào mà chúng ta không hiểu, không biết, thì xem như chúng ta là ma, đúng vậy đó. Ngay lúc chúng ta là ma, chúng ta không có biết tôn trọng pháp hay tôn trọng mọi người. Đó chính là một điều rất là nguy hiểm. Nghe nói như vậy lạ quá phải không quý vị? Nhưng đều là thật như vậy đó. Mà ở đời chúng ta nói là những con người đó nó không ý thức. Chúng ta cho là như không ý thức. Thì đúng như vậy, họ không sống, thiếu cái văn hóa, thiếu cái ý thức, chính là ma. Tức là
tức là cái tâm mà tâm khởi lên cái sự ngu si, cái sự thiếu cái sự phán đoán, thiếu cái sự kiểm soát, cho nên cái tâm ma của chính họ. Rồi chưa nói nữa, rồi họ phải nói rằng là khi mà vào nghe pháp đó, thì họ nghe bằng cái tai chứ không nghe bằng cái tâm, không có sự đón nhận. Họ nghe sao mà vui cười thì họ mới thích, chứ không không vui không thích. Nói chuyện sao mà cho nghe nó vui. Mà quý vị biết cái trên cái lời dạy Phật dạy mà vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng mà. Cho nên những lời kinh, những lời dạy của Ngài là những lời sách ấn, là những lời chỉ dẫn. Cái sự đau khổ, cái sự buồn khổ, có cần thiết phải cười không? Có cần thiết phải phải nghe cho đã cái lỗ tai không? Hay chỉ vui cười không? Thì cái điều này ở trong cái lời dạy của chính Ngài không có khuyến khích đó. Và trong lời dạy của Ngài cũng phải cho chúng ta cái chuyện vui cười, mà làm sao tâm của chúng ta không bị dao động, tâm chúng ta có sự tu tập. Mà con người mình á, thì mình khoái cái gì? Thí dụ như nói chút xíu, bây giờ nói cái gì vui vui, nghe nó hay, nghe nó đỡ buồn ngủ, hay là nó có một cái sự hào hứng. Tất cả chúng ta đều chạy theo cái gì? Cái nhĩ thức này, phải nghe cái âm thanh đó. Và âm thanh đó, rồi trong cái thức này, phải khởi sanh lên những cái niềm vui, mà những niềm vui, vui vui cái gì, nó nô lệ cho cái gì? Cho cái sự thích thú của chính mình, cho cái sự suy nghĩ, hay hé, tốt hé, phát triển. Rồi vô tay rần lên, thì chúng ta cho đó là hay. Nhưng quả thật, cái đó nó không chẳng những không hay, mà trên cái nhìn của người trí nữa. Chứ đừng có nói chi trên cái tinh thần của một người trí tuệ, một người mà có một cái tĩnh lặng tâm hồn. Cái hội chúng này ồn ào náo, hội chúng này hướng ngoại, chứ hội chúng này không có đón nhận, không có đón nhận Phật Pháp. Cái điều thật, những điều mà là chúng ta thấy, nói xong cái tự nhiên chúng ta cười, chúng ta vỗ tay, vân vân. Thì chúng tôi thường nói cái chỗ này, tại sao mà như thế? Phật Pháp này phải được thực nghiệm, Phật Pháp này phải được thực hành. Xuyên qua, khi chúng ta nghe cái lời giảng dạy từ kinh văn, trùng thực lại lời dạy của Phật, Phật đã dạy như vậy. Quả thật, khi Phật đã dạy như vậy, thì cuộc đời này chúng ta rất là ngắn ngủi, tuổi thọ nó ngắn ngủi, kiếp sống á, nó hạn hữu, nó bị cái sự vô thường, không biết được ngày mai, ngày sau sẽ ra sao. Chúng ta có sống đến được ngày mai hay không? Chúng ta sống có được qua một con trăng này hay không? Mà chúng ta thường suy nghĩ như vậy rồi chúng ta không biết được sống từ khi mà từ đây cho tới sáng rồi, người nào còn, người nào mất. Thì qua điều này là không ai có thể nói trước được. Mà khi có sự suy nghĩ như vậy, thì cái tâm tư của chúng ta nó suy nghĩ khác, chứ không phải ngồi đó mà vui mà cười nữa. Rồi thật sự ra đó, như cái bài giảng hôm qua chúng tôi giảng câu pháp cú đó, gọi là khó nghe được diệu pháp, thức nan văn khó tìm. Hôm nay chúng ta thật sự được nghe được diệu pháp. Chứ lúc mà vào những cái thời mạt pháp, chánh pháp không có được diễn giải. Mà chúng ta nhớ có một tích Bồ Tát á, thèm nghe một cái câu chân ngôn, thèm nghe một cái câu mà chân lý. Đến nỗi mà đánh đổi cả thân mình để nghe được cái câu đó. Lúc mà Bồ Tát tiền thân đang đi trên một cái vách núi, thì tự nhiên tâm tư của Ngài thèm muốn nghe một cái câu chân ngôn, chân pháp, chân lý. Hiểu Đức Trời Đế Thích mới quá ra, mới hỏi rằng bây giờ nếu ta nói được một cái câu chân ngôn, chân pháp, thì ngươi tính sao? Thì muốn đổi cái gì ta cũng đổi được. Đổi cả cái quốc độ của ta, hay ngay cả mạng sống này, ta cũng thèm nghe một cái câu chân ngôn đó. Và lúc mới nói rằng
Bây giờ nó dạy lâm câu rằng Hira Ottapa Sambanna Sukathama Samahita Santosa Purisa Loke Devathama Tuchare. Có hai pháp khó tìm trên cuộc đời này, đó chính là người có cái lòng tàm và lòng quý, biết ghê sợ và hậu thẹn tội lỗi. Đây là hai pháp khó tìm. Thì giới có trí tuệ của một vị Bồ Tát nghe được, hiểu được như vậy, à được, để đúng cái chân ngôn, thì Bồ Tát mới gieo mình xuống như cái lời đã hứa, gieo mình xuống để đánh đổi cái sinh mạng của mình. Thì cũng vậy, thì sau đó Đức Trời Đế Thích mới dùng cái thần lực đỡ Bồ Tát lên và đảnh lễ Bồ Tát quay về thiên sứ của mình. Người xưa vì pháp quên thân, ngai vàng bỏ lại chỉ cần một câu: gương ngàn xưa đến ngàn sau, chuyện xưa còn đó kinh cầu hôm nay. Là sự thật. Nhưng chúng ta đâu biết, ngày hôm nay chúng ta nghĩ rằng bây giờ ở trong diễn đàn hay là băng đĩa hay là nhiều các vị pháp sư giảng sư hay là kinh cứ sợt ra là chúng ta thấy, chúng ta hiểu à? Chưa chắc cả. Mà làm sao mà chúng ta, khi chúng ta nghe được pháp mà chúng ta thật sự mến pháp, thật sự thích pháp, và từ cho chúng ta mới nghiệm pháp và thực hành pháp. Ở trong bài kinh Thừa Tự Pháp, Đức Phật Ngài dạy rất là hay: người đệ tử vì tỷ kheo trú pháp, thích pháp, mến pháp, tâm tư hàng niệm pháp, sẽ không bao giờ rời xa chánh pháp. Cũng như thế, chúng ta nghe được Phật pháp, chúng ta hiểu được một phần Phật pháp, chúng ta chiêm nghiệm một phần Phật pháp, và chúng ta canh cánh bên lòng, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa chánh pháp. Ở trong hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh, chúng ta sanh ra dù bất cứ nơi đâu, nhưng chúng ta có một cái chủng chánh tri kiến ở trong lòng rồi, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng quay về với chánh pháp. Chứ còn nếu như chúng ta nghe mà chỉ nghe cho qua thôi, thì kính thưa quý vị, đời sau chúng ta sanh ra, nếu như may mắn sanh lại làm người, rồi chúng ta sanh vào những cái gia đình ngược lại với cái chánh đạo chánh pháp, đi theo cái tà giáo tà pháp, thì chúng ta cũng bị một cái thói quen rồi, hay hoặc là bị một cái nghiệp đó nó dẫn dắt chúng ta không quay về với chánh đạo được. Cho nên cái chánh tri kiến và cái chánh kiến là đòi hỏi, và nó tạo cho ta một cái giá đỡ giá nâng hết sức là cần thiết ở trong cuộc đời này. Và một người đệ tử cũng như vậy. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật dạy cái sự thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Dạ, nếu chúng ta biết thu thúc thì chúng ta đỡ khổ hơn, đỡ nhìn, không có nhìn, không có nghe, không có thấy nhiều, thì nó không bị dao động nhiều, nó không có bực bội nhiều. Và nếu bởi vì diền cho chúng ta không có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nhiều, thì tâm của chúng ta không bị dao động nhiều. Cho nên ở đây, kính thưa quý vị, mà nếu như chúng ta cứ nghe cái chuyện này, nghe cái chuyện kia, và tâm của mình dao động, mà khi tâm của mình dao động, thì chắc chắn rằng mình không thể nào bình tĩnh được. Bởi vậy cho nên ngăn bớt cái gì thu thúc, Đức Phật dạy cái sự thu thúc, đó chính là một sự thu thúc, phải thu tập, chính là thu thúc phải ngăn chặn con mắt này nhìn, nhưng điều mà đừng khởi sanh lên ấy, con mắt này nhìn không khởi lên cái sự khó chịu, cái sự bực bội, con mắt này nhìn không khởi lên cái sự nghi hoặc, con mắt này tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm cũng như thế. Chúng ta Đức Phật dạy từ buổi đầu, từ một cái lúc đầu tiên khi nhìn thấy đó, thấy, bởi vì trong sự tu tập của tứ niệm xứ, khi nhìn thấy vị ấy biết mình đang thấy, khi nghe biết mình nghe, nhưng tâm của vị ấy không có dao động, thấy đẹp biết đẹp,
thấy xấu biết xấu, nghe cái tiếng nhẹ nhàng cũng biết cái tiếng nhẹ nhàng, nghe cái tiếng chát chúa biết tâm, biết cái tiếng chát chúa, nhưng tâm của vị đó không có bị dính mắc, không có chạy theo. Rồi cũng về cái mùi thơm, cái mùi thối, rồi cái vị ngon và cái vị không ngon, và thân xúc chạm này nó nóng hay nó lạnh hay nó vừa phải, thì mình tiếp bước theo nó nhưng không có bị dao động và dính mắc theo nó, thì chúng ta được an lạc. Nếu như mà cái nhãn căn của mình đã bị, thì mình thu thúc là cái gì? Cái nhĩ căn, cái tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Hay nói một cách gần kề, khi mình nghe người ta nói rồi đó, thì mình không nói. Tới cái thiệt thức này, cái lưỡi này không có nói. Âm thanh này sẽ không phát ra. Bởi vì mình nói nhiều. Chính là chúng ta sẽ sai lầm nhiều. Im lặng là vàng. Thì tại sao chúng ta phải nói? Chúng ta nói ra. Thì chúng ta nói ra. Bởi vì Phật dạy hay nói những cái điều gì, làm những cái điều gì mà lợi cho mình thì chúng ta mới nói. Còn nếu như lợi cho mình hại cho người, chúng ta không nói. Mà hại cho người lợi cho mình, chúng ta cũng không nói. Làm nói cái gì mà lợi cho cả hai. Đây là cái ý niệm hay lắm. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng chúng ta nói ra để cứu giúp cho người, và rồi mình mang cái quả đó cho nghĩ rằng mình là anh hùng, mình hy sinh, mình coi như là mình che chở, mình giúp đỡ. Cái điều đó cũng phải xét lại. Không nghe người ta chửi mình, không nói người ta nói mình không nghe. Mà nếu như có nghe thì chỉ biết kiên nhẫn nghe, và không có nói ra. Chứ còn mình nói ra nữa, coi như là tam sao thất bổn hết. Hay hoặc là rồi mình, bởi vì cái hình ảnh mà của mà mắt nhắm, bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, nhưng cuối cùng là trong cái lòng này phải bịt lại, trong cái tâm này nè. Nghe đó mà đừng có sự suy nghĩ. Nếu mà nói ra rồi, đừng có gây cái sự tổn thương cho người, hay là gây cái sự hối hận khi mình đã lỡ nói ra cái lời nói nó không hay. Cái điều này hay lắm. Nếu chúng ta có cái tâm tu, thì cuối cùng quý vị mới thấy biết Đức Phật ngày mình cũng dạy, tức là quay về cái nội tại của chính mình, nội tâm nhất tịnh của mình. Nếu như mình biết quân tập, nếu như mình biết dẫn dắt, nếu mình có một sự chuẩn xác, thì mọi việc trong cuộc đời nó là chuyện khác. Còn nếu như chúng ta cứ cho cái chuyện cuộc đời nó đi theo mình, thì chắc chắn rằng ác ma nó sẽ dẫn dắt, nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ vô cùng. Cho nên vì vậy, cái sự tu tập là đòi hỏi cái nội tại của chính mình. Và khi ác ma nói như vậy, thì Đức Phật Ngài nói ra cái điều này. Ngài khẳng định mà, đó, sắc thinh khí vị xúc và toàn bộ cảnh pháp là bẫy mồi ở đời, khiến thế gian vọng động. Tức là chúng ta thường nghe đó, sắc thinh khí vị xúc, hoặc là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay hoặc là đó cảnh thinh khí kinh dị cảnh xúc cảnh pháp này, chính là nó bày ra cho chúng sinh thôi. Đệ tử Phật á, nếu là một đệ tử Phật phải có chánh niệm vừa cái điều này. Hay tức là bởi vì quý vị biết mình tu, mình phải có một sự khác hơn, chứ mình cũng đừng có nhân danh mình còn phàm phu, cho nên mình phải như thế này thế nọ. Người ta chửi mình mà mình biết nhịn, người ta đánh mình thì mình không đánh lại, nhưng mình biết né. chứ đừng có nhiều khi, tức là dĩ nhiên mình đừng có để cho người ta đánh mình để đưa đến cái chết, mình không đánh lại. Giờ mình có cái tâm từ cái tâm chánh niệm tu thành để vượt qua, thì như vậy á, thì chúng ta mới vượt qua. Chứ còn thí dụ bây giờ chửi mình chửi lại, người ta ác với mình ác lại, thì cái chuyện đó nó là bình thường. Rupa sadda rasa gantha phasa thamma chakke wala, hay vô đó. Tức sắc thinh ghi bị xúc và toàn bộ cảnh pháp này, mà
sao? Tụng pháp này là bẫy mồi. Hay quá, là bẫy mồi của ác ma. Ê tăng lô ca mi sang khu răng et tha lô cô vi mút chi tô. Như hồi nãy mà sư phụ đã nói, vì sư phụ thì siêu nói như thế. Chính vì nếu như chúng ta mà bị dao động hay tâm của chúng ta không có tu là chúng ta chết ngay, coi như là kẹt ngay, và chúng ta không thể nào mà vượt qua được. Cho nên vì vậy đòi hỏi cái người đệ tử chỉ có cái tu thôi. Mà cái tu là sao? Đó chính là đừng có bị chấp thủ, biết buông bỏ, biết xả ly, biết buông bỏ. Bởi vì sắc thân khí vị xúc này, như cái trong bài kinh Tương Ưng hay kinh Sáu Xứ cũng vậy, hay kinh Sáu Sáu đó, thì cũng là cái gì? Chỉ là vô thường. Mắt tai mũi lưỡi thân và ý này là vô thường. Cái gì là vô thường? Thời cái đó là khổ. Mà cái gì là khổ? Thời cái đó đừng có chấp đây là của ta, đây là ta, đây là của ta. Đừng có bị nghĩ rằng ta bị như thế này, ta bị như thế kia, và ta sẽ như thế nào, ta sẽ như thế kia. Thì chúng ta biết, biết buông hết, biết buông bớt, biết buông bớt, biết bỏ bớt, thì chúng ta sẽ được an lành. Rồi tất cả chúng ta phải ra đi, phải chết. Có thể gặp nhau ở trong cuộc đời này trên một cái ý niệm đầy thiện niệm ở trong tương lai, hay là tự mỗi người mang cho mình một đầy một ác niệm, đó là chúng ta rơi vào cái lưới ma. Và tinh thần đầy thiện niệm thì chúng ta gần kề với Phật. Mà nếu như chúng ta lọt vào bẫy ma thì đó chính là ác niệm, nó đã khởi sanh trong lòng của mọi người. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể xin có đôi điều trình bày như vậy sẽ được cho Tôn Đức Tăng với ngài thảo luận với cái thể tại hôm nay, để các bài học được sáng ngời và được tốt đẹp hơn. Chúng con xin chấm dứt thời gian thuyết nơi đây. Nếu có điều chia sẻ sơ thất, kính ngưỡng mong chư tăng bổ túc cho được hoàn mãn, và mong tất cả quý vị quan hỷ kính dân Phật phước lành đến Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thần chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chủ của Đức Chủ Quảng Nghiêm, các vị chân linh nhất linh kỹ linh, mong tất cả được an lạc được tấn hóa. Và kính dân phước lành đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử, mong tất cả được an lành được tốt tấn hóa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Sa thú kính truyền thư tập tài nguyện với Pháp Thoại vừa rồi. Kính bạch Hòa Thượng Tề Siêu, không biết Hòa Thượng có ở trước máy và nghe được không? Nếu Hòa Thượng còn ở trước máy, xin thỉnh Hòa Thượng trả lời cho cô Thơ Lục Lục. Một lần nữa xin được hỏi Hòa Thượng Tề Siêu có còn ở trước máy không? Quý Phật tử chờ chúng tôi một chút nha. Thượng tọa Pháp Căn ơi, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Căn nghe được, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô Thối Lục Lục đi. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Căn, Thượng tọa có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ chư tăng không nghe được chúng tôi nói chuyện nên quý ngài không có trả lời. Tạm thời thì chúng tôi xin được tiếp theo lời của Thượng tọa Tuệ Quyền để chia sẻ một vài điểm về nội dung của bài kinh ngày hôm nay. Sau đó thì khi chư tăng và khi sư tổ tăng trở lại thì chúng ta sẽ thỉnh thư tọa. Khi nào mà quý vị thấy sư tổ tăng trở lại, quý vị quan hệ cho biết. Thưa quý vị, một ở trong những cái um,
đoạn rất là thiết yếu của người tu tập. Ở một giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ nhận ra cái sự khác biệt giữa tâm và cảnh. Và khi mà nói đến tâm, nói đến cảnh đó, thì chúng ta đã giành được một cái ưu thế mới trong việc chuyển hóa đời sống. Có nhiều người trong chúng ta có cái sự cố chấp là tâm của tôi vậy đó, ai chịu chịu thôi, và gian sơn dị đội, bản tính khó dời, mình nghĩ cái tâm mình không thay đổi được. Nhưng mà kỳ thật tâm có thể thay đổi được nếu một phần nào là do đổi. Nhưng mà ngược lại đó thì cũng có những người nghĩ rằng mình là nạn nhân của thời cuộc, mình là nạn nhân của hoàn cảnh, và cái cảnh nó đã như vậy rồi thì mình không có cách nào khác. Nhưng mà kỳ thật thì cảnh nó chỉ là một yếu tố. Và cũng thời sống trong một ngôi chùa, sống trong một quốc độ, sống trong một cái nếp sống sinh hoạt giống nhau, nhưng mà cái tâm của người khác đó, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái lối sống, vào cái tư duy, cũng như là về cái cách tu tập của mình. Thì không đợi đến lúc mà chúng ta đi vào thế giới của sự tu tập thiền quán thì chúng ta mới cần phân biệt danh và sắc. Nói cách khác là chúng ta phân biệt cái yếu tố của vật chất, yếu tố của tâm thức, yếu tố của nội giới, tức là nội xứ, yếu tố của ngoại giới, tức là yếu tố của cảnh. Và khi mà chúng ta thấy được điều này rồi đó, thì chúng ta không có sợ hãi, và chúng ta không có nghĩ rằng những cái tâm thái của chúng ta, những cái phản ứng của chúng ta, nó vốn là thiên thu bất không thay đổi được. Kỳ thật thì nó thay đổi rất là nhiều. Chúng tôi nhớ là các vị thiền sư, đôi khi các vị có hướng dẫn một số các thiền sinh chuyển hóa cái tâm thái bằng cách thay đổi chỗ ở. Ngay cả Phật Ngài có dạy ở trong kinh, và chúng ta cũng đọc nhiều bài kinh mà do Ngài Xá Lợi Phất giảng, đó là nếu mà mình ở một nơi nào mà mình thấy rằng do mình trú xứ ở tại đó mà phiền não tăng trưởng và thiện pháp suy giảm đó, thì ngay cả ban đêm mà mình nhận thức được điều đó thì mình cũng ngay lập tức rời khỏi nơi đó đi nơi khác. Bởi vì cái ưu tiên của chúng ta là gì? Ưu tiên của chúng ta là giữ sao cho cái tâm của chúng ta nó bớt đi sự chi phối từ ở bên ngoài. Và một lúc nào đó đó, do cái kinh nghiệm bản thân, do sự tu tập, thì chúng ta nhận ra rằng cảnh á, thì nó có cái sức mạnh của cảnh, mà tâm á, thì nó có sức mạnh của tâm. Ngoại giới á, nó có vai trò của ngoại giới, và nội giới nó có vai trò của nội giới. Chẳng những vậy mà nó còn có một cái yếu tố khác ngoài tâm, ngoài cảnh á, thì nó còn yếu tố của căn. Căn ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thí dụ như chúng ta thường có một cái sở thích đưa võng, làm gì làm cũng leo võng nặng. Thì thứ gì, nó không phải hẳn là về tâm, không hẳn về cảnh, mà nó thuộc về cái thân của chúng ta, quen cái cảm giác lắc lư của cái võng. Thành ra lâu ngày nó cho chúng ta nghĩ rằng hễ về leo trên võng mình cảm thấy an lạc, cảm thấy hạnh phúc. Hay hoặc giả là chúng ta đến một cái vùng đất xa xôi, chúng ta thích ăn vặt, không phải vì chúng ta đói mà chúng ta ăn, không phải là vì cái nhu cầu của cảnh hay tâm, mà tại cái lưỡi nó quen ăn thôi. Cái lưỡi quen ăn giống như quý vị thấy rằng cái lưỡi chúng ta quen ăn đồ cay, mà không có đồ cay thì không ngon. Lưỡi chúng ta quen ăn ngọt, mà không có ngọt thì chúng ta không ngon. Lưỡi chúng ta quen ăn mặn, mà không có mặn thì không quen. Thì như vậy đó, nó còn có cái yếu tố ngoài ngoài cái cảnh, ngoài tâm, nó còn yếu tố là các căn, hay là các cái
các cái cơ sở của giác quan, chúng ta gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó, ý. Thì vì vậy một cái kinh nghiệm mà hành giả, bất cứ hành giả nào phải đối diện, đó là kinh nghiệm đối với xúc phát sát. Sát tức là cái kinh nghiệm của chúng ta khi mà căn cảnh thức gặp nhau. Nếu một người học Phật và đặc biệt là học về A Tỳ Đàm, học về Thắng Pháp hoặc học về Thiền Quán mà chúng ta không có để ý đến điểm này thì chúng ta không hưởng được cái lợi lạc của việc học. Bởi vì sao vậy? Vì khi mà hành giả tu tập, bất cứ ai ở trong cuộc sống mà thiếu cái kinh nghiệm lâm cảnh thì chúng ta không thể gọi mình là một chiến sĩ được. Một chiến sĩ thì phải có kinh nghiệm lâm cảnh. Kinh nghiệm lâm cảnh ở đây là lúc mà căn cảnh thức gặp nhau. Lấy một ví dụ là mình đang đi đường một cách rất là bình yên, rất là an tịnh, tâm chúng ta không phiền não. Bỗng nhiên mình thấy có một cái món gì đó mình quá thích, mình quá ưa. Thì thưa quý vị, lúc đó nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta nhận ra rằng cái cảnh đó nó chi phối tâm của chúng ta. Hay hoặc giả là một lúc nào đó đó mà chúng ta đang ngủ trong đêm tối, bỗng nhiên cái ký ức hiện về, chúng ta nhớ là một cảnh nào đó đó, thì cái đó do cái tâm chứ không phải là do cảnh. Và mà chúng ta tự nhiên không có chuyện gì hết mà chúng ta buồn miệng, muốn ăn cái gì đó, muốn uống ly cà phê ăn gì đó, thì chúng ta hiểu rằng cái đó là cái vị. Chúng tôi đưa ra ba cái thí dụ, ba thí dụ mà chúng tôi nghe rất là nhiều. Một là của ông Joseph Boston. Ông là một trong những người hành tứ niệm xứ và ông là một trong những người cùng đồng sáng lập của cái IMS, tức là Insight Meditation Center ở tại Boston. Thì thưa quý vị, ông nói rằng có một lần ông sang bên Ấn Độ hành thiền ở chỗ thiền đường của thiền sư Goenka. Mà bất chợt ông nhớ đến một miếng bánh mì nướng phết bơ. Quý vị biết rằng người Tây Phương mà bánh mì nướng phết bơ giống như chúng ta ăn cơm là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ai đã qua bên Ấn Độ rồi mà cứ ngày nào ăn cà ri rồi thì tự nhiên cái miếng bánh mì phết bơ nó thấy nó ngon lắm. Chúng tôi đã nghe một Phật tử đi hành hương Ấn Độ mười mấy ngày thì thèm được tô phở. Nó bây giờ con về phải ăn hai ba tô phở. Thì thưa quý vị, cái thói quen trong quá khứ nó trạng lại. Cái người đi hành hương á, mà thèm tô phở nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà với một người đang hành thiền mà thèm một miếng bánh mì cát bơ. Và lúc bây giờ ông Joseph Constant ông kể lại cái kinh nghiệm là ông dùng cái chữ nó torture, tức là nó tra tấn hành hạ. Nó hành hạ ông suốt cả một buổi. Ông chỉ muốn là rời trường thiền. Ở trong túi có tiền mà. Mình chạy ra bên ngoài tìm một cái nhà hàng nào đó kêu miếng bánh mì cát bơ. Nhưng mà may là lúc đó ông có tương đối có kinh nghiệm trong sự tu tập. Và ông đã bắt đầu nhìn lại cái thèm đó nó đâu. Thì ông thấy rằng cái thèm đó nó là một thói quen của cái lưỡi. Dạ, lưỡi của mình quen ăn bánh mì phết cơm phết phơ, tại sao mình không thèm món khác? Tại vì ở đi ăn cà ri, ăn chapati nhiều, bây giờ tự nhiên một cái French toast, một cái bánh mì cát bơ, nó ngon quá, nó hấp dẫn. Mà bình thường ra lúc trước nó không hấp dẫn, nó không có sức lôi cuốn như vậy. Và tất cả chúng ta gọi là người có khả năng lâm trận đó đều phải đối diện với cái sự chi phối từ ba góc là căn, cảnh và thức. Nói cái khác, tâm của chúng ta với những cái một cái nguồn máy phức tạp của thọ, của tưởng, của nhiều thứ và cảnh nó chi phối bên ngoài. Chúng tôi nhớ là chúng tôi có kể chuyện này cho quý vị nghe là có một lần đó chúng tôi đi dạy học ở trên Sài Gòn và ngài tịnh sự á, ngài sai chúng tôi mang một ít sách
về Vĩnh Long sách quê Rodeo. Và chúng tôi lại rất là hoan hỷ tại vì Ngài cho tiền. Hồi xưa quý vị đi xa thường các vị lớn cho tiền đó, cho tiền để chuyến đi xa mang sách về, và cũng là dịp về thăm lại sư huynh các giới như thân mẫu của chúng tôi đỡ chùa Sư Lý Vĩnh Long. Thì đi ngang cái Bắc Mỹ Thuận vào buổi chiều, là ăn thì chỉ có buổi trưa, nên buổi chiều khoảng chừng 4-5 giờ thì cũng hơi có, cũng bình thường, nó không có sao hết. Dạ, bình thường buổi chiều không ăn không có sao hết. Nhưng mà lần đó đi ngang Bắc Mỹ Thuận đó, chúng tôi ngồi trên xe đó, thì chúng tôi cảm thấy rằng có một cái sự chi phối rất là mạnh liệt. Tại vì chúng tôi nhìn thấy một người đang cầm cái củ khoai ăn với con bà kia. Dạ, và mình cảm thấy sao chưa bao giờ thấy củ khoai với bà kia nó ngồi. Dạ, thì sau đó chúng tôi về Vĩnh Long. Và ngày hôm sau thì gặp thân mẫu chúng tôi. Thân mẫu chúng tôi hỏi rằng sư ở trên Sài Gòn chắc có nhiều món đó, nó ngon hơn cái này. Thì chúng tôi mới trả lời một cách rất là thành thật, là nói dạ thật ra phải là món ở miền quê hay món thành thị. Thí dụ như có nhiều khi mà nhìn thấy cái củ khoai lang cái bà kia ăn sao thấy nó cũng hấp dẫn. Mẹ chúng tôi cười rất là nhiều. Nhưng mà thứ vì cái đó là một cái trạng lại của ngày xưa. Dạ, trạng lại ngày xưa nó như vậy đó. Nó chi phối chúng ta rất ư là mãnh liệt. Cũng như chúng tôi có nghe một vị sư, sư quen là Ajahn Chah Saro đó. Thì Ajahn Chah Saro lúc mà ở chùa Ngài Chan Cha đó kể lại là lúc mới qua đó thì đâu cũng 1-2 tháng lo chăm chú tu tập. Tự nhiên là có một ngày có đoạn Pháp Môn thì có người Phật tử Thái từ Bangkok lên, họ đem chiếc ít phô mai. Dạ, ít phô mai. Và vị này nói với sư đó buổi chiều là sáng mai con sẽ cúng dường cái phô mai, cái chi sa chư tăng. Vị này nói rằng cả nhiều tháng rồi không giờ ăn phô mai, không ăn phô mai. Và cũng nghĩ mình từ bên Anh Quốc qua Thái Lan ở thế, nhưng mà tự nhiên có người nhắc tới phô mai, buổi tối tự nhiên là thèm phô mai. Những quý vị thấy không, là đối với một cái người mà bình thường như là quý vị thèm cái gì ăn cái đó, quý vị thích cái gì đi mua cái đó thì nó không có vấn đề. Nhưng khi mà chúng ta đi vào trong sự tu tập đó, thì cho chúng ta một cái cơ hội để nhìn lại những cái cơn sóng ngầm. Và những cơn sóng ngầm này trong lòng của chúng ta nó không đến từ những cái chuyện mà to lớn, những cái chuyện mà lấp bể vá trời, mà nó đơn giản là những cái rất là tầm thường ở trong cuộc sống. Và nó có thể chi phối. Dạ. Joseph Goldstein là một người Do Thái, ông cũng giàu có. Có xá gì một miếng French toast, một miếng bánh mì nhỏ mà thèm. Nhưng trước lành thiền thì vẫn là thèm cái chuyện đó. Nhưng mà với một người mà bắt đầu tu tập rồi đó, thì sẽ thấy cái thế giới này nó chỉ là một cái sự tiếp cận luân lưu giữa căn, cảnh và thức. Và chúng ta phải có cái khả năng, phải có cái bản lãnh để đối phó, để nhận diện, để hiểu biết một cái xuyên thấu. Và nếu chúng ta không biết điều này đó, thì thưa quý vị, chúng ta có vấn đề. Cái gì cũng vậy. Và cái chiến thuật mà chúng ta trị phiền não đó gọi là phân tích. Dạ, phân tích. Ở đây chúng ta thấy cái gì thuộc về căn, cái gì thuộc về cảnh, cái gì thuộc về thức, cái gì thuộc về thế giới bên ngoài, cái gì thuộc về bên trong. Và chúng ta phải hiểu rõ đó. Dạ, chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta thua cuộc là cái chắc. Chúng ta không hiểu rõ đó thì chúng ta sẽ bỏ cuộc. Là tại vì sao? Bởi vì nó là một trong những cái, nó một cái vấn đề đó, người bây giờ họ dùng cái chữ instinct là bản năng. Dạ, cái gì rất là bản năng. Đôi khi nó chẳng có lý thuyết, đôi khi nó chẳng có cái gì gọi là cao xa lý thuyết. Bởi vì nhiều khi thứ gì chúng ta nghe nhiều quyển sách, quyển kinh mà đưa ra những triết lý rất là ảo diệu cao xa, nhưng mà khi chúng ta đi vào hành thiền đó, thì chúng ta sẽ đối diện với những cái rất là tầm thường, rất 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 là tầm thường ở trong đời sống. Nhưng mà đừng nghĩ rằng cái tầm thường đó nó vô nghĩa, tầm thường không đáng để ý. Tại vì sao? Chúng ta đang sống với chính mình,
đang sống với căn, với cảnh, với thức. Nói cách khác là chúng ta đang sống với sáu súc. Thưa quý vị, chúng tôi đang tiếp lời chúng tăng. Nếu quý vị thấy chư tôn đức của thượng tề siêu cùng tọa pháp đăng hay và không biết thượng tọa pháp đăng có nghe được không? Nếu tọa pháp đăng nghe được, kính thỉnh thượng tọa hoàn thị và phật sa tu. Dạ. Thượng tọa đăng ở đây tọa hoàn thị có định nghĩa là tại sao chúng ta nói đến sáu xứ và sáu xúc xứ, thì sáu xúc xứ nó khác với sáu xứ như thế nào? Xin kính thỉnh thượng tọa hoàn thị giảng cho điểm này, kính thỉnh thượng tọa. Alo. Alo. Dạ, quý vị biết rằng nhãn xứ và sắc xứ đó. Nhãn xứ là con mắt, sắc xứ là những gì mắt thấy. Nhưng mà thật sự ra đó thì mình có thể đưa ra cái thí dụ như thế này quý vị. Cái bàn tay bên đây với bàn tay bên đây nếu không đụng lại thì không có kêu. Cũng như hai cái que, hai cái thanh cây đụng lại thì lửa phát sanh. Lửa đó thì chúng ta không thể nào nói nó ở bên cái que bên này hay que bên kia, mà do hai cái thanh que nó gộp lại, nó cạ và nó khô thì nó có lửa. Thì cũng giống như vậy, quý vị biết rằng nhãn xứ là con mắt, sắc xứ là các cái gì mà mắt thấy. Nhưng mà thường thường chúng ta biết rằng trong Phật giáo thì Đức Phật Ngài chỉ cái chi tiết. Nên khi mà chúng ta thấy sở hữu xúc đó, là một trong 13 cái sở hữu tợ tha trong 7 sở hữu biến hành. Bởi chúng ta thấy nói rằng căn cảnh và thức đó, thì thường thường chúng ta học thì chúng ta hay được chư tăng giảng là thức và sở hữu đó là đồng sanh. Bởi vì thức là nhãn thức, sở hữu là sở hữu xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, hay là mình gọi lại chung là 7 sở hữu biến hành, rồi tầm tứ thắng giải cần nghĩ dục sở hữu biệt cảnh. Như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta nói như vậy đó thì chúng ta thấy rằng Phật giáo đó thì Đức Phật Ngài chỉ bày rất là rõ ràng cho chúng ta không có bị chấp thủ, không có chấp thủ. Nên khi nói nhãn xứ và sắc xứ thì xúc là khi mình nói đến một cái người sống thì chúng ta biết rằng một cái người sống khác với người chết. Người chết thì họ cũng có con mắt, cũng có cái cảnh sắc, nhưng mà vì không có cái tâm, hay là chúng ta gọi là không có cái danh quẩn, nó chỉ có sắc quẩn thôi thì nó cũng không có được. Bởi vì sắc, sắc cảnh giới hay là sắc thần kinh nhãn nó cũng là sắc, nhưng mà danh đó, thì chúng ta thấy rằng thức là nhã tâm nhãn thức, thọ là sở hữu thọ, sở hữu tưởng, xúc là sở hữu xúc. Như vậy, nói như vậy để chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo đó, đối với Phật giáo đó thì đối với Phật giáo thì chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài biết, Ngài biết được tường tận. Nên khi mà nói đến đến nhãn con mắt và con mắt thì chúng ta gọi là kinh nhãn hay là gọi là nhãn xứ, là cái chỗ trú ngụ của tâm nhãn thức. Thường thường chúng ta học thần kinh nhãn là cái chỗ trú ngụ của tâm nhãn thức. Như vậy thì xúc xứ là khi mắt đụng vào nó, mình nói rằng căn cảnh và thức nó sanh khởi thì xúc nó sanh khởi. Nên thường thường chúng ta gọi là căn, nên đây là chúng ta biết rằng cái thần kinh nhãn đó được gọi là nhãn căn. Cảnh ở đây chúng ta biết là sắc cảnh giới, sắc cảnh sắc. Thức ở đây chúng ta biết tâm nhận thức.
Thì ba cái pháp này mà khi nói đụng với nhau đó thì chúng ta gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc ở đây là cái sự xúc chạm mà của danh và sắc, chúng ta gọi là đầy đủ như vậy đó. Bởi thường thường mình học trong phi diệu pháp mình gọi là tâm nhãn thức sanh là do có thần kinh, do cảnh giới, do có nhãn thức, do có ánh sáng, do cái khoảng cách, do có sự chú ý. Thì năm cái điều kiện này tâm nhãn thức sanh khởi. Như vậy thì tâm nhãn thức sanh khởi mà nếu mình phân biệt, mình phân biệt mà theo lời dạy của Đức Phật hay là theo những cái bài học của mình học đó, như là con bò đen và con bò trắng, cái gì là hệ lụy con bò đen, một bò đen với bò trắng cái gì hệ lụy nhau. Nhưng mà thật sự ra chính cái sợi dây vàng nó nối con bò đen và con bò trắng. Mình có căn, có cảnh thì có thức, có thức cái sanh khởi. Khi mà có thức sanh khởi như vậy đó thì ái nó sẽ sanh khởi. Bởi vì khi chúng ta có xúc và có thọ, có thọ thì sẽ, nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì có ái. Ái mình gọi là sắc ái đó. Khi sắc ái như vậy đó thì căn cảnh và thức đó, mình nói như là một người bị tương tư, nhìn một người đẹp mà họ đau khổ đó, đau khổ nhớ nhung đó. Thì chúng ta hiểu rằng cái đó là một cái ái đó đã cột, nó đã cột như là căn cảnh và thức, hai con bò nó bị cái sợi dây nó cột lại là do ái. Thì các bậc thánh mà không có ái đó thì các bậc thánh nhìn cái cảnh sắc cái người phụ nữ đẹp đó thì những cái vị đó cũng bình thường thôi. Đẹp chỉ là vị đó nhìn đẹp tự nhiên vậy thôi, chứ không có bị luyến ái. Chỉ biết là cái nhận thức thọ xả hòa thiện, nghĩa là cái cảnh sắc đẹp thôi. Nhưng mà đối với một cái người ái đó thì cái cảnh đẹp á, mình gọi là tịnh tướng á, thì cái người đó họ khởi lên cái tâm tham ái. Đó là sắc ái hay thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái. Thì khi nào đó mà chúng ta ưa thích cái gì đó, thì do căn cảnh và thức, và do chúng ta không có bước phân tích, không có phân tích nên chúng ta gọi là không có tuệ phân tích đó, thì chúng ta sẽ bị tham ái. Còn khi có tuệ đó thì tuệ nhìn đó, biết đây là căn, kia là cảnh, đây là thức, đây là xúc, đây là thọ. Một cái người mà tu tập đó thì khi mà họ phân biệt danh sắc đó thì họ phân biệt cái nào là của danh, cái nào của sắc. Như vậy thì nếu mà chúng ta có cái tuệ phân biệt như vậy thì cái tham ái nó sẽ không có mặt. Nhưng mà thường thường chúng ta bị cái tưởng điên đảo đó, do cái sắc tưởng đó, do cái phiền não tham ái nhiều đời nhiều kiếp, nên thường thường chúng ta nhìn thì chúng ta bị cái tham ái sanh khởi, Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta mới thấy được trong Phật giáo các bậc thánh giác ngộ giải thoát rồi, các ngài vẫn có mắt, các bạn vẫn nhìn thấy cảnh sắc, nhưng mà cái phiền não tham không có. Còn đối với phàm phu đó thì phiền não tham có, nếu mình nhìn mình có phòng hộ đó, mình gọi là có chánh niệm tỉnh giác đó, thì tham nó không sanh khởi. Nhưng mà nếu mình thất niệm đó, thì tham sanh khởi. Mình gọi là thất niệm đó, thì lúc bây giờ không có niệm đó, nghĩa là không có niệm tuệ đó, thì lúc bây giờ mình gọi là không có khuynh hướng của thiện pháp, và nó có khuynh hướng của ác pháp, thì tất nhiên là tham nó sanh khởi. Như vậy á, thì tham á, do căn cảnh và thức á, bình thường mình học trong nhiều pháp á, thì gọi là mình sanh ra đời đó thì mình có 32 cái tâm quả, như là nhãn thức, nhị thức, đó là những cái tâm quả. Khi những cái tâm tiếp thâu, tâm quan sát, mình thấy nó cũng là những cái tâm 18 tâm vô nhân. Như vậy thì khi mình nhìn á, thì những cái tâm máy móc mà nó sanh khởi, cái tâm máy móc sanh khởi từ xúc thọ rồi tưởng, tưởng tư, theo cái lộ trình tâm đó, tưởng tư định mạng quyền tác ý, thì bảy sở hữu biến hành nó sanh trong cái tâm nhận thức. Và nếu mà nói theo ví dụ pháp đó, thì nó sanh từ lộ nhãn chế định, rồi nó qua cái thi thiết. Từ lộ nhãn thuần nó qua cái lộ nhãn có thị thiết, có hình tướng chế định, nhịp thành chế định, là những cái mà mình sống theo cái ảo tưởng do mình không biết đó, cái tham ái sanh khởi. Nhưng cái cảnh đó là một cái hình ảnh của cảnh của người khác phái, đẹp, hình ảnh đẹp, thì cái tâm
tham ái sẽ sanh khởi sau những cái tâm cảm thọ. Bởi vì thọ đó, nếu mình nói thì nó dưới lý thập nhiện duyên, thọ nó duyên cho ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Như vậy thì chính là những cái nhân, những cái phiền não ngủ ngầm nó sanh khởi và nó cột rối từ mình nói là cột rối nhau từ thọ duyên cho ái là mối nối, từ ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Như vậy thì thọ duyên cho ái đó là cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại, ái là cái nhân hiện tại. Thì như vậy ái nó có thủ, nó có thủ thì có hữu, đó là những cái nhân hiện tại. Như vậy thì một cái tâm mà bậc thánh á, với cái tâm của mình biết được cái tâm của một người nào đó, ví dụ chúng ta thấy những cái câu chuyện mà vị thầy biết ông Sa Di ông thèm ưa thích cái món cà ri, ví dụ như vậy, hay là một cái vị mà bị chinh phục, bị phiền não chinh phục đó, thì vì đó với tâm biết được cái tâm khởi lên như vậy. Nhất là khi mà chúng ta thấy những cái câu chuyện mà Đức Phật ngày cho biết rằng giữa vị tỳ khưu đó với một cái đối tượng mà vị tỳ khưu đó thắng hay là thua đó, thắng có nghĩa là vượt qua được, còn thua có nghĩa là bị hệ lụy, bị chinh phục đó. Như vậy thì trong câu thảo luận số 1 đó, Thượng Thọ hỏi về nhãn xứ, sắc xứ, xúc là gì đó, thì chúng ta hiểu xúc đó là một cái sở hữu, nó nằm trong 50 tâm sở mà chúng ta học sở hữu tâm đó, nó chia ra sở hữu tà tha, có 7 sở biến hành là xúc. Thì nói như vậy nhưng mà thật sự ra nó sanh khởi rất là lẻ, quý vị, một khải một tâm, một tay chúng ta vậy, tâm nó chạy liên tục, sanh khởi liên tục như vậy đó, cả hàng triệu triệu cái sát na như vậy. Và một cái sát na sanh khởi ở trong triệu triệu sát na đó thì quý vị nghĩ nó rất là lẹ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta học thì chúng ta có cái sự phân tích để chúng ta biết cái tâm chúng ta nó sanh diệt và nó sanh khởi rất là mau, và nó phát khởi tham ái rất là mau, rất là mau. Nhưng mà ở đây thì chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo đó thì Đức Phật phân tích giữa phàm phu và các cái bậc thánh, giữa người có tu và người không có tu đó. Người có tu thì có phòng hộ của con mắt, nên họ nhìn, họ có cái chánh niệm, họ có chánh niệm thường xuyên, nên họ phòng hộ được cái lậu hoặc. Còn nếu một người mà họ không có đó thì nó sẽ sanh lên cái lậu hoặc. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 đó thì con cũng không có thấy câu thảo luận kỹ lắm, con chỉ nghe Thượng Tọa ngày Hòa Thượng nói chút xíu vậy thôi, nên con chia sẻ như vậy không có biết có hết cái ý của ngày Hòa Thượng hay không. Thì bây giờ con xin gửi cái mic lại, có gì Hòa Thượng trình bày thêm. Sa thú cái chuyện thì đó Pháp Đăng với thảo luận vừa rồi. Thưa quý Phật tử, sáng nay có một việc, tận ra hồi nãy khi chúng tôi nêu câu hỏi với Thư Tòa Pháp Đăng thì chúng tôi đang ở trên chánh điện, không có mặt ở trước máy nên chị không có biết, xin rất là xin lỗi Thư Tòa Pháp Đăng. Trước khi chúng tôi trở lại với Thư Tòa Tư Quyền, không biết Thư Tòa Tư Quyền có nghe được không? Nếu Thư Tòa Tư Quyền nghe được, xin Thư Tòa khoan khí. Dạ. Trước khi trở lại với Thư Tòa Tư Quyền thì xin có một điều mà muốn thưa với tất cả quý Phật tử là khi nãy chúng tôi có nhận được một cái text message của một Phật tử gửi thẳng cho chúng tôi, bị nó chụp lại cái màn ảnh trên máy của vị đó là có một cái nick để là chùa Pháp Luân. Nhưng mà nếu có nhìn kỹ đó, quý vị thấy cái chùa Pháp Luân có gạch ở phía sau nữa, chứ không phải chùa Pháp Luân như là cái nick mà chúng tôi vào trong group. Và một người nào đó dùng cái nick này và nhận là mình là nhà sư để xin mượn tiền của quý Phật tử. Đây là một vấn đề rất là thường xảy ra, quý Phật tử phải rất là cẩn trọng. Thứ nhất là
quý vị nhớ là một vị tu sĩ không bao giờ quyên tiền hay là mượn tiền như vậy hết. Không có bất cứ, không có vị tu sĩ nào đi kêu tiền kiểu đó. Và thứ hai nữa đó là ở trên phao tóc thì quý vị, người ta rất là dễ tạo ra một cái nick. Mà cái nick họ chỉ thêm bớt một vài dấu nhỏ thôi. Và nếu quý vị nhìn không khéo thì quý vị sẽ cảm thấy như là quý vị nhìn thấy giống như là cái nick thiệt, nhưng mà nick không thiệt. Quý vị quan hệ cẩn thận nha. Bây giờ thì xin được trở lại với Thượng tọa Tuệ Quyền. Thì Tuệ Quyền, ở đây chúng ta thấy rằng ma vương cố gắng chi phối tâm trí tỳ kheo bằng một cái âm thanh rất là lớn, và âm thanh đó rõ ràng là dễ tạo cho chúng ta sự kinh hoàng. Thì tôi có thấy là thường thường chúng ta hay bận tâm đến những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Mình nghĩ rằng những cái gì khả khỉ nó chi phối tâm mình. Nhưng mà những cái cảnh xấu nó cũng chi phối mình, nó cũng có thể tạo cho mình phiền não, có đúng như vậy không? Xin Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ giảng cho điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai, giờ thời đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn Trần Đạo cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Hòa Thượng Sư Phụ Tự Siêu, Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tọa Pháp Tăng, Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Trì, Đức Tự Đức Xuân Nhân Thông cùng Chư Tăng. Thưa chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và quả thật như vậy, nếu như chúng ta bị ngoại giới tác động và chúng ta chạy theo nó đó, thì tâm của chúng ta không có an yên được. Bởi vì khi chúng ta nghe, ví dụ giả sử như bây giờ chúng ta đang nghe nó trời sấm sét, coi như chấn động địa đại, thì chúng ta lại lo sợ, sợ nó trời nó sập, coi như là nó như thế này như thế kia, thì quả thật tâm tư của chúng ta sẽ rơi vào cái lo sợ. Chứ sự thật ra cái chuyện mưa nắng, cái chuyện gầm thét, đó là cái chuyện của tứ đại này nó bất hòa, thì nó phải giao nhau, nó sinh ra những cái tiếng gầm, tiếng rú, vân vân, hay hoặc là có một cái năng lực dễ tác động, hay tiếng nổ, tiếng này, tiếng kia, thì tự nhiên chúng ta nghe lên một tiếng, một cái âm thanh của chúng ta giật mình, chúng ta sợ, và đó chính là cái sự kinh sợ. Nếu mà chúng ta không có vững tâm, thì nghe một tiếng chát chúa thì chúng ta giật mình, thì chính cái sự giật mình đó chính là cái người đó tâm nó dao động, và coi như chúng ta gọi là yếu tim á. Nhưng yếu tim đó chính là người đó không có một cái tâm nó vững chắc, thì cho nên nó bị chi phối ngay. Bởi vì tại sao kia chúng bảo chúng ta đừng có quan tâm tới nó, bởi vì càng quan tâm tới nó càng nhiều cái dao động. Có như mình chúng cái chuyện thiên hạ nhiều quá, thì chắc chắn rằng mình chạy theo thiên hạ, chạy theo cuộc đời, còn coi như là mặc cho thế sự nó thăng trầm, nó buồn, nó vui, nó như thế nào, nhưng mình vững tâm thì nó cũng được cái an lành, và tâm của mình nó có một giá trị tích cực. Hay cả ngay cả bây giờ bệnh dịch hiện nay cũng vậy, tâm của chúng ta cũng không phải có sự lo sợ nhiều, mà chúng ta phải có một sự tích cực để chúng ta gìn giữ, để chúng ta vượt qua những cái cảnh sắc xấu đó, những cái cảnh mà nó, hay là những cái chuyện này chuyện kia, mà ta nói rằng hậu Covid, cơ bệnh Covid nó phải bị như thế này, bị như thế kia, thì tự nhiên chúng ta nghe chúng ta đã sợ rồi, nghe chúng ta có chới với rồi. Bây giờ chúng ta làm sao có cái đời sống nó tích cực, chúng ta có một cái sự tránh né, có một sự phòng bị cho chính mình, vân vân, thì tự nhiên là nó sẽ được tốt đẹp thôi. Còn bây giờ đó là nhiều khi mà mình có cái bệnh đó, thì mình cũng phải bệnh thôi, nhưng trước đó thì chúng ta có sự phòng tránh, có sự ngăn trừ. Còn cuối cùng nó thì theo cái duyên, cái nghiệp, thì nó đi. Chứ bây giờ nhiều người sợ vô cùng. Cho tới bây giờ Việt Nam ở ngay tại, ở tại chúng tôi cũng là ở xa nơi thành thị đó, mà có những gia đình, quý vị biết, từ một năm nay đó không cho con đi ra ngoài, hai chồng ở trong nhà vậy đó. Rồi bây giờ là coi như đặt, coi như là mà ông bên ngoài kêu là order đó, nó đặt hàng đưa tới, ăn uống cũng vậy, đi chợ đi búa vậy, cũng vậy, rồi cứ lên rồi kêu tới rồi bỏ trước rồi trả tiền, rồi
Rồi có những gia đình ở Sài Gòn xưa sống vậy, nhưng rồi cuối cùng họ cũng bị, chứ không phải là không bị. Thì phải nói rằng là có sự lo sợ một cách khiếp đảm như vậy thì đời sống nó còn cái gì gọi là an lành nữa, nhưng điều mà nó vui vẻ nữa, nhưng điều mà hoặc là an vui nữa, thì đó chính là chúng ta bị tác động một cách quá tiêu cực. Mà cái sự tiêu cực đó nó đưa đến cái khổ đau cho mình. Cũng vậy, khi nghe người ta nói xấu mình, khi nghe người ta không có tán thán mình, vân vân, và nhiều thứ, nhiều điều, chúng ta cũng bình tâm đi. Bởi vì mồi rồi nó cũng đi qua, không sao đâu. Nếu như mà có, quý vị biết đó, trong lần bơm mũi đạn, mà người ta có, nếu như cái nghiệp tử chưa tới thì cũng chết được. Đó là sự thật. Chúng ta hiểu biết được cái nghiệp quả một cách căn bản như vậy, và chúng ta sống một đời sống thanh lương, sống một đời sống tích cực, sống đời sống có một cái sự chủ trì, có một sự kiểm soát, có một cái sự điếm bước, thì chắc chắn chúng ta sẽ được an lạc. Còn là chúng ta mà cứ cái gì cũng sợ hết trơn, cứ cũng lo hết trơn, hay bị chi phối cái ngoại cảnh, bị chi phối cái tác động khách quan, thì chúng ta chết. Đó. À, bây giờ chẳng những cái ta giả nít của chùa, không nói giả của những người làm việc luôn. Thí dụ bây giờ nó muốn đặt một cái nít coi như là hòa thượng Giác Đẳng nhà chùa Pháp Luân, hoặc nó đặt một cái nít coi như là TK Pháp Đăng, TK Pháp Tân, TK Tệ Quyền, vân, thì nó là không làm chuyện khó. Đó, như hòa thượng Đẳng nói cũng đừng quan tâm, mà chúng ta biết đó là giả rồi thì chúng ta đừng có quan tâm. Chứ bây giờ cái chuyện cái quyền của họ đặt, cái quyền của họ làm, chứ mình sợ giờ ví dụ tự nhiên ai mà đặt cái tên giống như tôi, cái tự nhiên tôi bực bỏ cái gì, bực bỏ mình có thấy họ đâu, họ sao mấy người này, thì tự nhiên ví dụ mình dao động tâm đi thì cũng vậy. Quý vị biết à, cái nít giả nít thật, còn nếu ai không biết thì cũng đâu, cái nghiệp duyên của mình. Cũng vậy, ví dụ bây giờ tự nhiên tôi kêu gọi hay mượn tiền gì đó, thì nếu mà ai cho mượn tiền thì cũng liên hệ qua hòa thượng Nhất Đắng, hỏi hòa thượng đang mượn tiền hả, thì tự nhiên chúng ta biết cái sự thật. Chứ còn tự nhiên cái đưa tiền cho mượn rồi, cái tự nhiên cái đến khi thấy im ru rồi, cái điện thoại là hòa thượng Nhất Đắng, như chưa hề quen nhau mà tự nhiên sau điện thoại sao mà đòi tôi, thì cái đó cũng cái đó chính là cái mà chúng ta cũng chạy theo khách quan đó, chạy theo một cái sự chi phối của người ta. Còn nếu như mình biết ổn định, mình bài bản một chút xíu, cái chuyện tiền bạc mà thí dụ như là chùa nó có kẻ cái gì thì cũng xuyên qua thì cũng phải chứ, hay hoặc là một người nào đó mà nhân danh lên nói thì cũng còn vị trụ trì đó mà, thì cái đó là cái sự thật ở trong cuộc đời này. Chứ còn nghe như vậy cái chết rồi, nó đang hại cho chùa rồi, hoặc là thôi kể lấy chùa như vậy thôi, tội nghiệp mình đem ra cho mượn, chúng ta phải soát. Không có tự động mà các vị trụ trì mà làm một cái hành động nó quá ư là tệ hại như vậy, ít nhất cũng phải có một cái thư ngỏ, một cái lời nói, một cái căn bản như thế này thế kia, và nó đúng thời đúng lúc đúng hội chúng, chứ phải tự nhiên mà khơi khơi như vậy rồi cái tự nhiên mình tin sao được. Thì đó chính là nếu mà chúng chạy theo cái ngoại cảnh mà không biết cái nội quán gì hết trơn thì cũng hại cho quý vị mà hại cho người nữa. Dạ. Cho nên nhiều lắm ở trong cuộc đời này chính chúng ta biết. Rồi như quý vị biết, như Việt Nam có một cái cú điện thoại tới dọa mình nữa kìa. Bây giờ anh đang bị ngân hàng coi như là anh đang thiếu một cái số tiền chuẩn bị người ta hành pháp mình, chuẩn bị coi như là bên coi như tòa án sẽ giải quyết anh như thế này, sẽ quyết anh như thế kia. Bây giờ phải như thế nào, bây giờ yêu cầu anh phải có một sự lo lắng, có một sự tác động. Thì tác động tới những người mà người ta không hiểu biết, nhất là những người lớn tuổi. Cứ người ta nghe người ta sợ, ủa cứ tự nhiên có chuyện gì, chắc là người thân của mình làm hay là người này người kia làm, cái là vô bẫy nó ngay. Chứ nếu mà không có bị tác động, ủa đâu có làm gì đâu, mà tự nhiên sao mà lại mang tới cái chuyện tòa án, tới cái chuyện quân binh tới đây. Nhưng
có nhiều người đi nó sự thật luôn, nó nói là đến khi cái nghiệp cái duyên nó tới cái nghiệp nó trổ thì nó đủ thứ đủ chuyện hết. Dạ. Thì kính thưa quý vị, đó như vậy đó, chính chúng ta đã bị một cái ngoại cảnh nó tác động, mà nếu chúng ta bình tâm một chút xíu, mà đâu phải dễ dàng những người hiểu biết thì mới vượt qua được chứ, nếu như mà cái ngoại cảnh mà nó chi phối á. Thì nó làm chuyện khác. Còn ở đây, cái câu hỏi mà chúng tôi đọc kỹ là đó, thì đó Hòa Thượng hỏi rằng nếu như cảnh đẹp á, nó chi phối cho mình, thì cảnh xấu nó có tác động tiêu cực không? Tất cả cảnh xấu, cảnh đẹp gì, nó đều nó đưa đến cho ta một cái tiêu cực, để chúng ta phải sanh khổ đau. Dĩ nhiên, cái cảnh đẹp nó như thế nào? Cảnh đẹp đó là một cảnh đẹp nó yên tĩnh, sinh thái mát mẻ, làm cho tâm chúng ta nó nhẹ nhàng. Thì nó làm chuyện khác, từ chúng ta cảm thấy cái tâm của mình nó ổn định. Còn nếu như mà chúng ta trời ơi, cái cảnh này đẹp quá, hồ ao nước rồi, mình ở đây nó gió nó vi vu nó mát rồi, cái sinh thái quá, thì cái đó chính là một cái tiêu cực chứ không phải là một cái tích cực. Và dĩ nhiên cảnh xấu thì cảnh xấu đó tức là thiếu cái điều kiện, hay hoặc là thiếu điều kiện sinh hoạt ở trong cái đời sống của mình, hay là gặp cái người này gặp người kia, hoặc là cảnh vật nọ vân vân. Mà nếu như nó không là tốt đẹp thì tâm chúng ta bị dao động ngay. Nếu như mà chúng ta chạy theo nó thì cảnh đẹp cảnh xấu gì cũng là một cái nó bất lợi khi chúng ta dao động. Thành rằng chúng ta biết, nếu như chúng ta biết kiểm soát, nếu như chúng ta biết biết đếm bước á, thì nó đỡ những cái chuyện gì mà cái cảnh đẹp đó mà chúng ta phát huy lên. Như chúng ta thấy, thí dụ như là chúng ta mới đọc một cảm nghĩa trên Facebook á, có một người Phật tử khi thấy một vị sư trên đường đi bát, quan hỷ quá chạy tới, bắt đầu đặt vào bát của một sư, cái bắt đầu họ thấy như vậy. Mà dĩ nhiên đi bác ngoài đường thì có cái sư thật tu, thật tâm thì không có nhận tiền. Thì mới đặt vô, cái người khác đó nhận tiền, cái sư đó lắc đầu không có nhận. Thì những người khác người ta thấy như vậy, cứ người ta mang đồ này vật nọ lên, ta cúng dường cho vị này. Thì kính thưa quý vị, cái người Phật tử đó nhìn hình ảnh đó, xúc động, quan hỷ quá, xúc động, mà khóc luôn. Vì có cái sự tự tình là như vậy đó. Thì khi mình đọc như vậy, mình cũng cảm thấy quan hỷ. À, mình đọc cái đó, à, thì người ta thấy được chỉ một hình bóng của Sa Môn giữa đời khất thực, nhận những cái bánh củ khoai của đàn na tính thí, mà thật sự còn lắm những cái tâm của con người cũng có muốn làm phước, cũng có muốn cúng dường đến cho đại chúng tăng, nuôi dưỡng nguồn mạch của Phật pháp vân vân. Thì khi chúng tôi vừa đọc cái đó, chúng tôi cũng cảm thấy xúc động, cũng thấy hoan hỷ. Và chính cái người Phật tử này, người ta tự tình lại đó, người ta dừng lại, người ta mua đồ, người ta cúng dường. Và thấy như vậy thì những người khác hỏi làm gì, à rồi mới cúng dường cho vị này. Thì kính thưa quý vị, đó là cái cảnh đó, nó là một cái cảnh tốt, cái cảnh đẹp đó, cảnh đẹp đó nó sinh cho cái tâm tốt. Thì trong cái sự xúc động cũng là cái tâm mà nó cái sự xúc động đó, nó có hai trạng thái xúc động, để từ đó mà đưa đến cái thiện tâm. Thì cái sự xúc động đó nó rồi đưa đến một cái điều để mà vị quan hỷ, để nhìn thấy ở cõi đời này còn nhiều thiện tâm. Thì đây là một cái cảnh đó, nó là vừa cảnh tốt cũng có, nó xen lẫn tức là cái cảnh xúc động đó. Nó xúc động tức là tâm nó không bình thường, nó cũng u phần, nó có một cái gì đó nó vui vui mà nó mừng mừng tuổi tuổi đó đó đại gia. Nhưng điều cái đó này chính là cái cảnh này, cái cảnh tốt để đưa đến cái tâm tốt. Chứ còn đa phần thì chúng ta nhìn cái cảnh đẹp thì chúng ta dính mắt nó, hay chúng ta nhìn cảnh xấu chúng ta dính mắt nó, hay chúng ta bực bội, thì đó chính là một sự tiêu cực. Cái đây chính là cái câu thảo luận của chính con là vậy. Nếu có đề chi cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng, và dạ, kính cung thỉnh hòa thượng quay trở lại. Nam mô Bồ Tát giả.
Sa thú, kính thưa thưa tật tình nguyện của Thảo Luân vừa rồi. Xin được hỏi sư Nguyễn Thông, sư Nguyễn Thông có ở trước máy và có nghe được không? Nếu được thì xin sư Nguyễn Thông hoan hỷ góp ý cho hội Thảo Luân tiếp theo. Sư Nguyễn Thông, chúng ta thấy rõ ràng là ở trong việc tu tập, mà nếu mình tu có tiến bộ thì tâm của chúng ta mỗi lúc mỗi điềm tĩnh hơn, ít có loạn động, ít có thất niệm thiền hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu mà không có chánh niệm và không có định thì chúng ta rất là dễ bị chịu lôi kéo ở bên ngoài. Và nếu trong cuộc sống hàng ngày mà dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của sư Minh Thông, cái gì mà cho cái khả năng ứng phó một cách điềm đạm trước những cái chi phối cảnh, tại vì hàng ngày nó có rất nhiều cảnh chi phối, làm sao để chúng ta có được một cái sự quân tập, sự quân tu, và sự quân tu đó mang lại sự điềm đạm trong đời sống. Thí dụ như có người họ gây cho chúng ta những cái phiền toái, họ vu khống hay là họ tạo nên quan kết mà chúng ta không có nhìn lại, đối lại bằng cái hận thù, thì xin cái thỉnh sư Nguyễn Thông có thể chia sẻ một vài suy tư về điều này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, với cái câu hỏi này thì hồi nãy con thấy là sư phụ Pháp Đăng cũng đã nói là với cái câu hỏi này thì những người mà có tu tập thật sự tu tập, tức là có biết điều phục cái tâm của chúng ta đối với những cái cảnh, thì đối với những người mà thật sự có tu tập thì có điều phục cái tâm của chúng ta đối với những cảnh mà khả ái, khả lạc, khả hỷ đó, thì cái chuyện đó thì đối với người hành giả đã quen. Và khi đã quen rồi thì người hành giả đó sẽ biết thu liễm hay là thu thúc lục căn của chúng ta và có thể được an nhiên, an ổn trước cho mọi cái hoàn cảnh như vậy. Đó là những người có thực tu, có thực tâm tu và có muốn giải thoát. Còn những ai mà không có cái thực tâm tu hay là không biết cách tu thì cũng mặc áo, cũng đi chùa, thí dụ như vậy, nhưng mà không có cái thực tâm tu. Vì không có thực tâm tu cho nên không biết điều phục, và vì không biết điều phục thì không có cái gọi là thường cận y duyên. Và không có cái thường cận y duyên đó thì cái tâm của người hành giả đó có thể bị ma vương, tức là cái tâm ma của người hành giả đó để dẫn dắt. Vì vậy cho nên cái điều này, câu hỏi của sư phụ là một cái câu hỏi là như là quá ư là hay, tuyệt vời, để nói lên cái công lực hay là nói lên cái cách tu của một người hành giả. Mà những người có mặt trong room này thì khi mà nghe rõ cái câu hỏi của sư phụ đó thì thấy rằng có cái sự khác biệt của những người có thực tâm tu và có tu, thì nó cho nên mới có cái hiệu quả của những sự tu hành của người hành giả đó, do thường cận ở duyên và do có thường xuyên điều phục cái tâm của chúng ta. Nhưng thưa sư phụ, đó là cái lý giải của con đối với câu hỏi thứ ba là tu tập thế nào để giữ tâm điềm tĩnh trước những chi phối của ngoại cảnh, thì đó là như vậy. Con xin được trao mai lực cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đúng, chưa đủ. Và con chân thành tri ân chư vị lắng ta nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thu, kính thưa sư Nguyễn Thông. Thưa quý vị, còn thì giờ sau cùng của lớp học ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thêm một vài điểm. Nhưng chúng ta nói về bài học tu tập đối với sáu cái xúc xứ. Đây là một vài cái kinh nghiệm từ bản thân của chúng tôi. Điều đầu tiên đó là nếu chúng ta có được cái cơ duyên mà thân cận với bạn lành, hay là thân cận với những vị mà tu túc, mà những vị đó tương đối là đầm tính, tức là cái tính ít có nóng nảy, cái tính ít có sốc nổi, mà chúng ta gọi là cái tâm tư có tu tập đó, thì sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi thấy là cái sự thân cận với bạn lành nó tốt. Cái bạn
lành ở đây không có nghĩa là vì chúng ta coi thầy tổ hay là những vị trưởng lão như là bạn của mình theo người Việt Nam. Thân cận bằng lành đây tức là theo cái kinh điển đó, thì những người mình thân cận mà những người đó tốt đó, họ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập là một cái vị mà muốn bớt cái tham thì nên gần với cái người ít có tâm tham. Một vị bớt tâm sân thì gần người ít có sân hận. Cái người mà muốn bớt hôn trầm thủy miên thì nên gần cái người mà tinh tấn ít có ngủ nghỉ. Cái sự thân cận những người có thiện, cái chất thiện đó, nó giúp cho chúng ta nhiều lắm. Trong đời chúng tôi có được một cái rất là may mắn, đó là chúng tôi có được biết những vị trưởng lão, và những vị này tương đối rất là điềm đạm. Khi bị người ta chửi bới, khi bị người ta vu khống, khi mà gặp những trở ngại. Tại vì sao? Vì cái hình ảnh của những vị đó là những thí dụ sống cho chúng ta thấy rằng, khi mà mình nhìn thấy chuyện đó, mình thấy rõ ràng hình ảnh đó là hãy mình có tu, hãy có sự nhẫn nại, hãy mình có sự chịu đựng, hãy mình không quan kết quán thù, thì tâm của mình ít có phiền não, ít có quan trái. Mình phải thấy được cái đó. Và cái đó không cần phải, nếu chúng ta chỉ học những điều đó qua kinh điển, đôi khi nó không có tác động chúng ta nhiều bằng cái ví dụ sống ở bên ngoài, một tấm gương thực sự ở bên ngoài. Đó là điều rất là cần. Điều thứ hai nhưng mà cũng thấy rất có lợi lạc đó, đó là mình thường nên quán tưởng. Dạ, thường nên quán tưởng. Như năm pháp quán mà Chư Tăng thường đề cập là chúng ta nên thường xuyên để quán là chúng ta không thể trẻ hoài mà không có già, khỏe hoài mà không có bệnh, sống hoài mà không có cái chết, hay là luôn sum họp với người thân mà không có sanh ly tử biệt, hoặc giả là chúng ta luôn luôn sum vầy mà không có cô đơn ra đi một mình. Chúng ta phải nhớ rằng mỗi chúng ta được riêng. Thật ra những điều đó nó cần được chúng ta quán tưởng. Chúng tôi lấy một ví dụ là có nhiều người rất là sợ COVID, nhưng rồi một ngày bản thân của mình hay là người thân bị COVID thì chúng ta phải nhắc nhở rằng mình cẩn thận là cẩn thận, nhưng mà cái việc mà bị lây nhiễm nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta thường nhắc như vậy đó, khi mình bị lây nhiễm mình ít có bị dao động. Hay hoặc giả là mình đang sống khỏe mạnh thì mình nói rằng Đức Phật ngày dạy cái thân mình là một ổ bệnh tật, không ai biết trong cái thân của chúng ta nó có cái mầm bệnh gì đâu. Có một ngày mình bị đau cái gì đó, đi bác sĩ nói rằng mình bị ung thư, và mình phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó, mình đừng nghe né điều đó. Hay hoặc giả là một cái người rất thân của mình bỗng nhiên ra đi đột ngột, và chính mình cũng có thể chết đột ngột nữa. Thì những cái pháp quán tưởng như vậy nó sẽ giúp chúng ta bớt đi cái dao động. Và chúng ta nhớ như vậy là khi mà mình thường nhắc mình những cái trọng đại như sanh tử sự đại, nhắc cái gì trọng đại đó thì những cái nhỏ đó nó ít chi phối chúng ta hơn. Ví dụ như bây giờ mình thường niệm về cái chết đó, thì cái tâm mình ít quan trái quán thù, giận để làm gì, hận thù để làm gì, rồi nằm xuống chết, cái hận thù đó có vô nghĩa không? Tại sao mình đang sống mà mình không cho phép mình có những cái giây phút thanh thản, có giây phút an lạc, mà tối ngày mình cứ nghĩ cái chuyện cay đắng người này, hận thù người kia, bực bội người đó. Mình phải thấy được điều đó, đó thì mới chúng ta mới vượt qua được. Đó là sự quán tưởng. Và năm pháp quán, và năm pháp quán mà chúng ta thường tụng đó là chúng ta không thể trẻ mãi mà không có già, khỏe hoài mà không có bệnh, sống hoài mà không có chết. Chúng ta phải phân ly với người thân thương, và chúng ta sẽ phải ra đi một mình theo cái nghiệp của mình. Đó là điều mà chúng ta cần nên quán tưởng. Và thưa quý vị, dĩ nhiên là có một cái yếu tố rất là then chốt giúp cho chúng ta rất là nhiều, là cái khả năng nuôi dưỡng chánh niệm. Chánh niệm ở đây tức là một cái kinh nghiệm quan sát mà không có phản ứng, ghi nhận mà không có phản ứng, chỉ ghi nhận mà không có chạy theo nó. Ví dụ như là chúng ta thường có thói quen là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Chúng ta niệm hơi thở để làm gì? Để cho chúng ta được phép nhìn hơi thở một cách lẳng lặng, một cách khách quan, một cách không có vọng động. Tại vì con người chúng ta, thưa quý vị, mình làm gì cũng vậy hết á. Luôn luôn là mình muốn can thiệp vào, luôn luôn mình muốn thay đổi, mình muốn làm kiểu này kiểu kia. Nhưng mà với một người mà hiểu biết về sự tu tập là khi đối với thân tâm của mình, tất cả những hiện tượng chỉ là hiện tượng thôi.
thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, ghi nhận và không có nói đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, hay là phải phản ứng thế này phản ứng thế kia. Lúc mình khỏe mình biết mình khỏe, mình bệnh lúc mình bệnh, lúc mình vui biết mình vui, buồn biết mình buồn. Nghe tiếng là nghe tiếng, mình đang ngồi thiền nghe tiếng, một con tiếng con chim hót hay một tiếng cái người ngồi thiền bên cạnh họ đang ngái vì họ thất niệm, hay là hoặc giả là có bất cứ âm thanh gì mình nghe thôi. Dạ, chúng tôi nhớ hoài câu chuyện mà ngài Ajahn Chah ngài có kể, đó là có một vị sư có rất có tâm tu thiền, rồi trên đường đi về chùa Nổng Pa Phong thì ghé ngang một cái ngôi chùa để tá túc qua đêm, và không may là cái ngôi chùa đó thì họ lại có một cái lễ, và trong buổi lễ đó thì họ đem cái bài pháp của ngài Buddha Đắc Xá đó họ phát thanh như phát loa lên cho cả chùa cùng nghe. Thì vị sư này phiền não, mặc dù đó là bài pháp, nhưng vị sư nói rằng tại sao mọi người không yên lặng mà phải ồn ào như vậy, cứ đứng đường trong chùa mà phát bài pháp, dù đó là nói pháp đi nữa gây ồn ào. Và vị này tự cái tâm bực bội thì về sau khi đảnh lễ ngài Ajahn Chah thì vị này mới kể lại chuyện đó, thì ngài Ajahn Chah mới nói rằng lần sau mà gặp chuyện đó đó thì nên nhìn lại cái phiền não trong lòng mình, và hơn là nhìn âm thanh ở bên ngoài. Mình đến chùa người ta và cũng phải ai cũng thích im lặng đâu. Và đối với một người tu á thì mình không đòi hỏi cả thế giới này phải yên lặng, phải yên tĩnh hết, mà chúng ta phải chuẩn bị cho bất cứ những cái chi phối nào, kể cả cái tiếng loa vang 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 thường xuyên như vậy. Thưa quý vị, cái kinh nghiệm sống đó phải được đem áp dụng trong đời sống của chúng ta. Hàng ngày có vô số chuyện. Và thưa quý vị, bây giờ nè, chúng tôi thưa quý vị là chúng tôi có nhắc không phải một lần mà rất là nhiều lần, và đặc biệt là ở tại chùa hay là trên những cái giờ sinh hoạt Phật pháp, cái cuộc chiến của Nga và Ukraine đang xảy ra. Dĩ nhiên là phần đông chúng ta là những người yêu chuộng hòa bình, và chúng ta thấy một điều rất là rõ là người Nga, nói cụ thể hơn là ông Vladimir Putin, ông tổng thống Nga đó, là ông là một cái người mà đã gây ra nhiều cái cuộc chiến với Georgia, rồi cuộc chiến chiếm Crimea. Những cái nước lớn như Nga và Trung Quốc thường hay dùng cái quân đội để dùng cái quân lực để ăn hiếp những nước nhỏ và chiếm đất giành dân, mặc dù đất của họ rất rộng. Thì thưa quý vị, nếu chúng ta nghĩ như vậy mà chúng ta nghĩ hoài chúng ta phiền não, thì nếu mà mình có chánh niệm tu tập một chút, mình nhớ một điều rằng mình nên thương, mình nên có tâm bi mẫn với những người có chiến tranh, kể cả những người Nga đang bị khổ sở vì cái chuyện mà vật giá leo thang, vì khó khăn về tiền bạc. Chứ nếu mà tâm của chúng ta không có khéo thì chúng ta một vì quá thương người Ukraine chúng ta sẽ ghét người Nga và mong cho người Nga bị cái này cái kia, và thấy người Nga họ bị vất vả vì kinh tế khó khăn thì chúng ta gần như là bừng cái bụng như vậy đáng đời chẳng hạn. Chúng ta thấy không, nếu chúng ta không có khéo giữ cái tâm của chúng ta đó, nó sẽ theo bên này và nó có cái phiền não với bên kia. Rồi thậm chí là thưa quý vị, nếu chúng ta không khéo chúng ta khởi ác tâm nữa. Dạ, ví dụ như là mình không có cẩn thận mà mình nghe là Ukraine bắn rơi một chiếc máy bay của Nga và giết chết phi công hay bắt cóc phi công, mình nghe giết chết một phi công Nga tự nhiên mình vui. Cái người Phật tử mà tu tập đó, nhớ có một chuyện rất là quan trọng là chúng ta không phải chỉ có tránh những điều ác, làm các việc lành, mà giữ thanh tịnh tâm ý nữa. Cái giữ thanh tịnh tâm ý đây đó là đừng để tâm của mình vui theo cái ác. Quý vị nhớ là trong 40 cái ác nghiệp đó, thì mình sát sanh cũng là ác nghiệp, mình dạy sát sanh cũng là ác nghiệp, mà mình vui theo sát sanh cũng là ác nghiệp chứ quý vị. Đừng có nghĩ rằng tôi không có làm thì chỉ mở YouTube ra nghe tin tức thấy người ta bắt cá, thấy người ta bắn nhau rồi thấy mình vui mình thích. Thật ra vui theo cái sát nghiệp thì nó cũng như là sát nghiệp, đó cũng là một thứ ác nghiệp. Đừng nghĩ chuyện đó. Thành ra khi mà mình học Phật pháp, mình hiểu là không làm các điều ác mới có một phần câu chuyện thôi, mà chúng ta phải tích cực làm việc lành. Ví dụ như mình không sát sanh, nhưng tích cực làm việc lành đó là mình thường bố thí phẩm cho người khác ăn uống để có sức khỏe, cho thuốc trị bệnh vân vân. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải thanh lọc tâm lý, coi chừng cái tâm của mình á. Nhiều khi rất dễ dàng để quý Phật tử đi chùa thương chư tăng thương tử,
Nhưng mà nghe những người Hồi giáo họ họ đánh bom, nghe Nga xâm lăng Ukraine, nghe mấy người Nga, mấy người Hồi giáo bị chết, mình mừng quá, vui quá. Thì có khi mình tránh ác làm lành, nhưng cái tâm mình nó không có thanh tịnh. Và cái tâm thanh tịnh mình cũng vướng pháp vào đó. Chúng ta rất là dễ dàng để bị vướng pháp vào trong những cái phiền não như vậy. Thành ra, thứ vì khi mà mình tu từ bi hỷ xã hay tu chánh niệm, hay nói chung là tu theo đạo Phật đó, là chúng ta phải có cái khả năng nhìn sâu, nhìn toàn diện. Và cái nhìn sâu và nhìn toàn diện ở đây là hễ mình đưa ra một quan điểm, hễ mình đưa ra một khuynh hướng, một xu thế, mà cái quan điểm đó, cái xu thế đó nó khiến cho chúng ta phiền não, khiến cho chúng ta tham nhiều sân, nhiều si nhiều, thì chúng ta nên tự biết là nó không tốt. Đơn giản như vậy. Nhưng đó Đức Phật có dạy chúng ta mà đôi khi chúng ta không để ý. Quý vị biết chúng ta đang sống trong một thời đại đó, mà thời đại này đó, nếu chúng ta không khéo, chúng ta rất là dễ bị tuyên truyền. Hồi nãy á, cái chuyện một người nào đó họ dùng cái đức giả để đi kêu tiền á, nó chỉ chuyện cỏn con thôi quý vị. Quý vị thấy rằng trong thế giới ngày hôm nay tin giả khắp phủ sống khắp nơi hết, khắp nơi hết. Và cái người khôn ngoan á, là người hiểu rằng à, cái chuyện tin giả nó có thật. Ở bên Mỹ này, từ những người đưa ra những thuyết âm mưu cho đến bây giờ, quý vị biết là người Nga họ tuyên truyền rất nhiều, đến nỗi mà một số lớn người Việt Nam tin rằng sở dĩ Nga đánh Ukraine đó, là bởi vì Ukraine là theo chủ nghĩa phát xít, Ukraine là chuẩn bị để chiếm lại Donbass, Ukraine là sản xuất gọi vũ khí sinh học này nọ. Chúng tôi nghe rất là nhiều, đó là người Việt Nam mình, và chúng tôi biết là những người này là những người dư luận viên của một cái bộ phận chính quyền nào đó, của vụ máy tuyên truyền nào đó. Và chúng ta đừng nói, đừng bao giờ nói rằng cái thời đại bây giờ mà ở Mỹ mình không bị, ở Việt Nam không bị, chỗ nào cũng bị hết. Cả thế giới đều bị những cái tin tức giả, những cái nguồn máy tuyên truyền. Họ rất là tinh vi thưa quý vị. Họ tinh vi lắm. Và tinh vi thế nào? Là họ cho tiền cho những người YouTuber bình thường đó, nói những chuyện rất tốt, rất đàng hoàng, rất vui. Nhưng mà khi cần á, thì những người lên tiếng, lên tiếng binh vực người này, binh vực người kia. Bây giờ khi chuyện xảy ra, chúng ta thấy họ lộ diện. Bình thường quý vị rất là thích coi những cái channel của họ. Ủa sao bữa nay người này lại đứng ra bên Nga như vậy? Nhưng mà chuyện đó bình thường thôi. Họ là những dư luận viên, dư luận viên được tác động, được nuôi dưỡng để làm những công việc như vậy. Thành ra người ta nói như vậy là trăm năm trong cõi dương phù, khéo tu thì nổi, cùng tu thì chìm. Cuối cùng rồi thì mỗi chúng ta phải trong chính mình. Chúng ta phải tu tập chánh niệm, chúng ta phải tỉnh táo. Sáng nay chúng tôi có nói chuyện với sư tử tri á, chúng tôi có nói rằng cái việc phòng ngừa COVID á, dần dà nó không còn là một cái ý thức chung nữa, mà nó là một cái nỗ lực cá nhân. Tại vì sao? Tại vì bây giờ quốc gia nào cũng muốn mở cửa kinh tế, người ta muốn bỏ đi khẩu trang, người ta muốn bỏ đi cái chuyện giữ giãn cách, người ta muốn mọi thứ trở lại một cái bình thường mới. Nhưng mà thật sự cái bình thường mới đó không có nghĩa là COVID đã hết, COVID đã chấm dứt. Mỗi một ngày ở Mỹ cũng còn có trên dưới 1.000 người chết vì COVID. Mỗi một ngày. Và người ta nói rằng nếu mà mỗi một ngày mà có 1.000 người chết vì hurricane, vì bão đó, thì chúng ta sẽ nói sùm lên hết. Nhưng mà tại vì COVID nó vô hình, bởi vì COVID nó đã quen thuộc rồi, người ta không muốn nói nữa. Và bây giờ người ta nói là ồ, mình không cần khẩu trang, mở là bình thường. Nhưng mà biến thể Omicron thứ hai đã ra đời và đang hoành hành. Và quý vị có biết là hôm nay Trung Quốc á, họ phải đóng một số thành phố bởi vì cái sự lây nhiễm của COVID. Chúng ta không nên dĩ ngươi rằng mình chích ngừa rồi mình an toàn. Chúng ta không nên dĩ ngươi nghĩ rằng các nơi họ không có còn nhấn mạnh đến điều đó nữa là an toàn. Không có đâu, không có. Chúng tôi nhắc quý vị rằng những người thân chung quanh mà chúng ta được nghe, được biết bị nhiễm rất là nhiều. Và trong số người bị nhiễm đó, bị chết cũng rất là nhiều. Vì vậy, thân của chúng ta thì như thế nào? Bản thân của chúng ta vẫn phải tiếp tục là sống có chánh niệm. Chánh niệm là bảo đảm nhất. Chánh niệm là chìa khóa cuộc sống. Chánh niệm là cái khả năng có thể ghi nhận
thắp sáng cái ý thức của mình về cái gì đang xảy ra ở nơi thân và tâm của mình. Và chúng ta nói được câu sau cùng là con người chúng ta hay lo chuyện thiên hạ nhiều hơn là nhìn vào bản thân của mình. Chúng ta chịu khó dành thời giờ nhìn vào thân tâm hay là nhìn vào hơi thở, nhìn vào cảm thọ, nhìn vào duy sinh khởi trong nội tại. Chúng ta nhớ lời Phật dạy, chúng ta không, ngày qua thượng giác ngài nói rằng mình tu mình phải hiểu rằng chúng ta không có khôn hơn Đức Phật đâu. Đức Phật ngài dạy chúng ta điều đó là vì có lý do ngài mới dạy, ngài mới nhắc chúng ta điều đó. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có môn kinh tương ưng như ngày hôm nay, và vị giảng sư ngày mai là Thượng Tọa Pháp Đắc kính Đại Đệ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Dạ, con Nguyên Xuân thêm, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Hoàng Hòa Thượng Giác Tạng đã đúc kết bài học ngày hôm nay với những lời pháp dẫn dắt từng bước đường tu tập của chúng con. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lúc học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chính chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sukha bangga bangga, 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 sukha